Cổ vận nguyệt gần như hết toáng lên thế nhưng một tia lý trí sót lại nhắc nàng tế ra vô số pháp bảo tạo thành hào quang đủ mọi màu sắc bảo vệ bản thân và hai nha đầu đang lâm vào hôn mê. Hàn lập nhướng mày, hai tay lóe hiện kim quang, bàn tay lớn bằng bồ phiến hời hợt đẩy vang những ngọn núi đang rơi xuống. Năm tiếng rầm rầm vang lên liên tục, âm thanh long trời lở đất. Toàn bộ không gian chấn động, lực lượng trùng kích cực kỳ mạnh mẽ lan ra, không gian xung quanh kêu lên răng rắc đồng thời rung lắc càng lúc càng dữ dội không gian màu vàng rốt cuộc không thể tiếp tục thừa nhận lập tức vỡ vụn cảnh tượng chung quanh trở về sa mạc mà họ tiến vào lúc trước vô số loạn mang màu vàng khuếch tán ra lực lượng trùng kích như tìm được nơi xả lũ lập tức tỏa ra xung quanh tạo nên vô số bão cát chung quanh che kín bầu trời không gian hoàng sắc không gian tuy rằng vỡ vụn tan biến bất quá đây chẳng qua chỉ là pháp trận biến ảo mà thành mặt đất vẫn còn lưu lại từng đạo hào quang do trận pháp hình thành năm con cự quỷ lúc này đứng giữa không trung thần tình khôi phục dáng vẻ đờ đẫn ban đầu huyền y đại hán hiện ra giữa không trung khuôn mặt hiện ra một tia cười đắc ý bí thuật ngũ quỷ bàn sơn ngay đến tu sĩ hóa thần hậu kỳ nếu không có linh bảo hảo hạng bên người cũng khó lòng có thể chống đỡ nhưng sau một khắc nụ cười trên mặt đại hán ngưng lại hai mắt chừng to tựa như không thể tin được khi những cơn bão cắt điên cuồng lắng xuống chỉ thấy phía trước năm ngọn núi to lớn xếp chồng lên nhau mà ở phía dưới Hàn lập lại bình tĩnh ở trên không trung một tay nâng năm ngọn núi, bộ dáng không chút vất vả. Trên linh nguyệt phi chu, đám người cổ vận nguyệt đều được bình yên vô sự. Không chờ đối phương kịp phản ứng, Hàn lập há mồm thổi một hơi, một khí lưu màu trắng từ trong miệng bay ra. Năm ngọn núi khổng lồ bất chợt nhẹ tựa lông hồng, đều bị khí lưu màu trắng thổi bay. Hắc quang bên ngoài năm tòa cự sơn lập lè, kích thước của chúng thu lại bằng với lúc trước. Hàn lập gầy gầy bàn tay như đang phủi bụi, suy suy tiếng xé gió truyền ra năm ngọn núi nhỏ bay về huyền y đại hán tốc độ nhanh như tia chớp thoáng chốc đã đến ngay trước mặt đại hán biến sắc trên người hắc quang đại phóng lao ngay xuống đất hiểm hiểm tránh thoát công kích của năm ngọn núi kia hàn lập thân ảnh mơ hồ quỷ mị xuất hiện phía trước năm tòa cự sơn ngón tay một lần nữa gẩy năm tòa núi lập tức ngừng lại thân thể hắn chuyển động hai chân lần lượt đá vào hai ngọn núi trong số đó hai tòa cự sơn lập tức hóa thành hai đạo tàn ảnh rơi nhanh xuống đất tốc độ nhanh hơn gấp bội so với lúc trước hai ngọn núi hắc quang lóe ra hình thể thình lình lần nữa biến lớn trong nháy mắt hóa thành hai ngọn núi cao hơn trăm trượng mang theo tiếng nổ mạnh trong đó một ngọn núi rơi nhanh về phía đại trận ngọn núi còn lại tấn công huyền y đại hán âm một tiếng vang thật lớn ngọn núi phía trước hung hăng nện vào trận pháp đại trận lập tức nổi lên những tia sáng trói mắt ý định ngăn cản bất quá lại bị cự sơn ẩn chứa sức mạnh kinh người xé rách một cách dễ dàng phanh một tiếng hóa thành vô số lưu quang vỡ ra đại trận vỡ vụn linh nguyệt phi chu khôi phục lại tự do có điều lại bị cuồng phong cuốn đi như chiếc lá bị gió mạnh thổi bay ngọn núi còn lại hướng về phía huyền y đại hán đối phương còn chưa chạm đất đã bị cự sơn đuổi theo huyền y đại hán hoảng hốt há mồm phun ra một ngụm máu tươi thân thể lập tức được một tầng quang mang huyết hồng bao phủ rung lên một cái người gã ôn éo hóa thành một đạo linh quang hình rắn bắn ra tốc độ theo đó nhanh gấp mấy lần Ầm ầm, cự sơn nện vào mặt đất, bụi mù che phủ. Trong nháy mắt cự sơn chạm đất thì thân ảnh quỷ dị lướt qua, lóe lên xuất hiện ở cách đó ngoài trăm trượng, hiện ra thân ảnh đại hán trên mặt đã đầy mồ hôi lạnh. Không đợi hắn thở phào, một tiếng gào thét đã lại truyền đến bên tai. Đỉnh đầu huyền y đại hán tối sầm lại, cự sơn cấp tốc nện xuống. Gã vừa ngẩng đầu, ngọn núi đã gần trong gang tấc, muốn tránh căn bản không còn kịp nữa. Chương 28: Kinh sợ Đại Hán quát lên một tiếng đồng thời vung mạnh hai tay, bắn ra hai đạo hào quang một đen một vàng nghênh đón ngọn núi lớn màu đen, đó chính là một cây quải trượng màu đen có hắc quang bao bọc bên ngoài, cùng một đại ấn màu vàng trên mặt ngoài có vô số phù văn uốn lượn. Hai kiện pháp bảo này phát ra dao động linh lực kinh người, rõ ràng là thủ đoạn ẩn giấu của gã. Hai tay Huyền Y Đại Hán liên tục bấm niệm pháp quyết. Gã không do dự quát lên một tiếng, oanh, oanh, hai tiếng nổ cực mạnh phát ra hai quầng sáng khổng lồ một đen một vàng bất ngờ bùng lên ánh lửa sáng bốc lên cuồn cuộn từ phía dưới chống lại thế rơi của ngọn núi lớn màu đen khiến nó khựng lại đôi chút nhân cơ hội đó đại hán vội vàng phi thân lui lại phía sau thế nhưng hai luồng quang diếm cũng chỉ chống cự được trong nháy mắt giúp đại hán khó khăn lắm mới bay ra xa được khoảng vài chục trượt hắc quang bên trên ngọn núi lượn lờ lập tức đè bẹp hai luồng quang diếm kia rồi nện xuống mặt đất bốc lên một mảng bụi đất Huyền Y Đại Hán lồm cồm bò ra từ trong đám bụi. Chỉ là lúc này gã không còn nhanh nhẹn như trước nữa, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nửa người đẫm máu, cánh tay trái mềm oạt rũ xuống bên thân. Tuy vừa rồi gã đã tránh né rất nhanh nhưng tốc độ của Cự Sơn còn nhanh hơn nhiều. Trong một sát na, nửa người của gã vẫn bị sượt qua một chút, tạo thành thương thế không nhẹ. Phốc, Đại Hán áo đen phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liền ngã ra đất, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nhưng gã vẫn cắn răng cố phất một tay lên lấy ra một tấm phù lục màu trắng. Bề mặt phù lục có vẽ phù văn chẳng chịt, thoạt nhìn vô cùng phức tạp, hơn nữa nó còn tỏa ra dao động không gian mãnh liệt. Huyền Y đại hán lẩm bẩm niệm chú, cố gắng ngưng tụ chút pháp lực còn sót lại nhằm nhanh chóng kích phát tấm phù lục. Chỉ có điều, ngay lúc này, trên đỉnh đầu gã lại chợt tối sầm lại, một tiếng xé gió gào thét vang lên bên tai gã, lại là một ngọn núi lớn khác bay vụt đến nện xuống, tốc độ còn nhanh hơn cả ba ngọn núi lúc trước. Sắc mặt Huyền Y đại hán biến đổi kịch liệt, muốn kích phát tấm phù lục này gã vẫn cần thêm một ít thời gian tay phải vội vàng bấm kết một pháp quyết quỷ dị hắc quang trên người đại hán tăng vọt nhanh chóng ngưng tụ thành một pháp trận màu đen đồng thời bên trong pháp trận phát ra từng đợt ba động năm đầu cửa quỷ vốn đang đờ đấn giữa không trung lúc này đồng loạt xuất hiện chung quanh bảo vệ đại hán ở giữa giờ phút này huyết quang trong mắt năm con cửa quỷ đều tăng bọn chúng đồng loạt giống lên một tiếng mười đạo cự trảo đồng loạt bắn ra hắc mang về phía ngọn núi màu đen đang rơi xuống phanh 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 những hắc mang kia vừa đụng vào ngọn núi khổng lồ lập tức đứt đoạn thế nhưng tốc độ rơi của cự sơn cũng vì thế mà chậm lại một chút chỉ có điều là trong chốc lát lại tiếp tục hung hăng nện xuống ngũ quỷ nhất thời kêu to một tiếng hắc khí bên ngoài thân thể bốc lên cuồn cuộn thân thể phồng lên hiện ra cơ bắp sắn chắc như là nham thạch đặc biệt là hai tay và hai chân mười cánh tay thô to cùng lúc vươn ra hung hãn không sợ chết đỡ lấy ngọn núi khổng lồ màu đen. Nhưng mà 10 cánh tay vừa chạm vào ngọn núi lập tức vỡ vụn dưới sức ép khổng lồ kia tuy nhiên ngũ quỷ vẫn tiếp tục gào thét, dùng thân thể chống lại ngọn núi khổng lồ màu đen, không chịu lui lại chút nào. Cự sơn màu đen hung hăng nện lên thân mình của ngũ quỷ, liên tiếp phát ra những âm thanh nghiền nát, huyết nhục văng tung tóe. Ngọn núi khổng lồ rốt cũng phải ngừng lại, nửa thân trên của ngũ quỷ đã bị nghiền nát vụn, nhưng mà phần thân còn lại vẫn đứng vững vàng thẳng tắp, chân cúng cắm sâu vào sa mạc giống như năm cây cột to lớn nâng đỡ một ngọn núi khổng lồ huyền y đại hán ở phía dưới thở ra một hơi nhẹ nhàng pháp lực còn sót lại trong cơ thể tiếp tục tuôn ra rót vào tấm phủ lục màu trắng thấy tấm phủ lục chậm rãi hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng sắc mặt gã cuồng hỉ nhưng mà đúng lúc này một âm thanh cực lớn vang lên ngọn núi khổng lồ cuối cùng từ trên trời giáng xuống đè lên ngọn núi thứ tư lúc trước một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ đột nhiên đè ép xuống thân thể tàn phế của ngũ quỷ lập tức nổ tung, hóa thành bột mịn. Huyền y đại hán chỉ cảm thấy không khí xung quanh bị siết chặt khiến gã không cách nào nhúc nhích được nữa. Hai ngọn núi khổng lồ ầm ầm hạ xuống, đè lên người gã. Đại hán không kịp kêu lên tiếng nào, thân thể lập tức bị nghiền thành thịt nát. Vèo một tiếng, dưới chân ngọn núi khổng lồ đang bốc lên cát bụi mịt mù, bỗng bắn ra một đạo kim quang, chớp lé lên một cái, rồi bắn nhanh về phía xa, bay đi. Hai mắt hàn lập chăm chú, nhìn thấy rõ một người tí hon màu vàng cao chừng ba tấc, khuôn mặt giống y hệt huyền y đại hán, chỉ có điều là búi tóc trên đầu thì rối tung, lộ vẻ vô cùng hoảng sợ, hai tay ôm chặt một cái vòng tay chữ vật màu bạc, bay vội về phía tây. Đúng là nguyên anh của huyền y đại hán, đi, hàn lập hời hợt phung tay lên, tung ra một chảo vào hư không, một đạo hắc quang lóe lên bay ra khỏi tay hắn, đuổi theo phương hướng chạy trốn của nguyên anh của đối phương. Cách đó không xa, cổ vận nguyệt đang thi pháp khó khăn lắm mới ổn định được linh nguyệt phi chu, vừa đúng lúc ngẩng đầu lên trông về phía này, chỉ nghe thấy một âm thanh bén nhọn như mũi tên xé gió vang lên, ánh mắt không kịp nhìn ra quỹ đạo bay của tia hắc quang kia. Sau một khắc, từ phía chân trời xa xa, vang lên một tiếng nổ đùng đùng, nguyên anh của gã đại hán đã bị nổ thành một quầng kim quang. Rồi một vật đen xì to cỡ bằng bàn tay rơi xuống phía dưới, nhìn kỹ thì ra chỉ là một khối thiết tinh bình thường. Còn về phần vòng chữ vật của gã đại hán thì bị hàn lập vẫy tay thu về, nhẹ nhàng rơi trên lòng bàn tay hắn sau đó thân hình hắn chớp động mấy cái, đem năm ngọn núi thu nhỏ rồi thu lại. Tiếp đó mới tung người nhảy một cái về phía Linh Nguyệt Phi Chu. Cổ vận Nguyệt ngơ ngác nhìn Hàn Lập, giống như đang nhìn một người xa lạ. Lúc trước, trong lúc bối rối nàng còn chưa kịp suy nghĩ ra lai lịch của huyền y đại hán kia. Thế nhưng sau đó hồi tưởng lại dựa vào công pháp và bí thuật của đối phương, nàng đã nhận ra thân phận của gã này. Người này là một trưởng lão hóa thần sơ kỳ của thiên quỷ tông, tên là Lục Nhai, với sở trường là khu quỷ thuật. Nghe nói hơn 10 năm trước, gã từng đấu pháp với hai tu sĩ đồng giai đến từ Cảnh Nguyên Quan mà không rơi vào thế hạ phong, một trận thành danh từ đó. Một tu sĩ hòa thần kỳ tiếng lắm lừng lẫy như thế, vậy mà trước mặt Hàn Lập liền bị hắn phẩy tay mấy cái hóa kiếp trong phút chốc, việc này thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Rốt cuộc, bây giờ nàng đã biết thực lực bản thân so với Hàn Lập thì đúng là một trời một vực, có thể tưởng tượng nàng cảm thấy sợ hãi đến độ nào. Hàn, Hàn Đạo Hữu Người thật sự chỉ là nguyên anh tu sĩ sao, cổ vận nguyệt cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, cười khổ một tiếng hỏi, nhưng vẻ kính sợ trên khuôn mặt thì ai cũng có thể nhìn ra. Hàn mỗ có phải nguyên anh tu sĩ hay không, không lẽ đạo hữu không nhận ra được sao? Hàn lập từ chối cho ý kiến, hỏi lại một câu. Thiếp thân dĩ nhiễn nhận ra khí tức cùng tu vi của Hàn huynh thế nhưng thực lực của đạo hữu quả thật mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi cho dù là trưởng lão hóa thần kỳ của bồn tông chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể diệt sát tu sĩ cùng dai như vậy một cách đơn giản như vậy. Cổ vận nguyệt thở dài cảm thán, chẳng qua thân thể của ta có chút mạnh mẽ mà thôi, sao dám đánh đồng với cường giả của lãnh diễm tông. Hàn lập lắc đầu, không nói thêm gì nữa mà nhìn xuống liễu nhạc nhi cùng dư mộng hàn đang nằm hôn mê trên phi chu, tay áo run lên, một cỗ thanh khí chứa linh quang mở mịt phóng ra, đảo qua trên người nhị nữ. Cả hai khẽ ưm một tiếng, hai mắt từ từ mở ra, Rốt cục cũng tỉnh lại, chẳng qua vẫn còn có chút mê mang. Liễu Nhạc Nhi dù sao cũng đã đạt tới chốc cơ, vừa nghĩ tới điều gì đó, lập tức cả kinh ngồi thẳng người dậy. "Thạch Đầu Ca Ca, vừa rồi, yên tâm, không sao rồi, chúng ta có thể tiếp tục lên đường." Hàn Lập Ôn Hòa nói, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. "Phong chủ, theo như tin tức mà cổ sư điệt truyền lại, vị tán tu Hàn Lập này tuyệt đối không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường." không nghĩ tới chuyến xuất môn lần này của cổ sư điệt lại mang tới thu hoạch ngoài ý muốn trong một tòa đại điện ở ngọn núi nào đó thuộc địa phận lãnh diếm tông một đại hán tướng mạo thô kệch bẩm lại với trung niên đạo sĩ trước mặt vị đạo sĩ trung niên mặt trắng không dâu đầu đội khăn trùm của văn sĩ trên người mặc một chiếc áo đạo sĩ màu xanh trong tay cầm một cuộn sách cổ xanh biếc thoạt nhìn tựa như một văn sĩ nho nhã có thể dựa vào lực lượng thân thể vượt cấp đánh chết tu sĩ hóa thần sơ kỳ xem ra quả thật là một luyện thể tu sĩ cao giai nam tử mặc đạo bào gật đầu. Hắc hắc, bất luận như thế nào, việc thiên quỷ tông tự nhiên lại mất đi một tên trưởng lão cấp hóa thần thật khiến người ta hả hê. Ta cảm thấy rất có hứng thú với vị tán tu này đấy. Đại hán thô kịch bật cười hăng hắc, sắc mặt lộ rõ vẻ khoái trí. Trung niên đạo sĩ nghe vậy cũng lộ ra vài phần vui vẻ, nói, đã như vậy, đến lúc đó người tự mình tiếp đãi hắn đi. Nên làm như thế nào, người hẳn rõ hơn ai hết. Vâng đại hán tràn đầy thỏa mãn đáp lại, chương 29, dãy núi Linh Diễm, cũng vào lúc đó, trong đại sảnh của một tòa động phủ. Một lão già mặc trường bào ngồi ở ghế chủ tọa, tay bưng chén trà chậm rãi thưởng thức. Đứng trước mặt lão là một gã trung niên mắt hí đứng khoanh tay với vẻ mặt cung kính. Tính toán thời gian, có lẽ lục nhai đã làm xong việc. Lão già gầy còm không buồn ngẩng đầu, chậm rãi nói ra. Có lục trưởng lão ra tay, tất nhiên sẽ không có sơ hở nào cũng chỉ có lão tổ mới có thể mời được lục trưởng lão người đàn ông trung niên trả lời một cách cung kính ai hậu bối trong tộc đều không nên thân cũng chỉ có mình hạo nhi là hợp lòng ta đáng tiếc hư hàn tiểu tử thật muốn giết hắn ngàn vạn lần mới giải hết mối hận trong lòng ta lão già gầy còm phẫn nộ quát lớn đồng thời bóp nát chén trà nhỏ trong tay lão tổ bất giận bất kể như nào dư mộng hàn cũng là một niềm vui ngoài ý muốn thần công của lão tổ có hy vọng đại thành rồi trung niên nhân thấy lão già nổi giận vội vàng xoa dịu lại nói tiếp hạo nhi chết đi nhà đầu họ dư cũng không tránh khỏi liên quan tuy nhiên vì linh thể của ả à nên ta tạm thời lưu lại một mạng vậy sắc mặt và giọng nói của lão già gầy còm hơi hòa hoãn vừa dứt lời thần xác lão khẽ động quay đầu nhìn về phía đại môn của động phủ một lát sau truyền đến một loạt tiếng bước chân một thị nữ xuất hiện ở cửa lớn khom người nói bẩm tê trưởng lão mặc trưởng lão đến cầu kiến còn chưa đợi lão già gầy còm nói, một giọng nói bất âm bất dương đã truyền đến từ ngoài động phủ. Tề huyên trưởng lão thật là nhàn rỗi, giờ khắc này vẫn còn tâm tư để thưởng thức trà ngon. Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở cửa lớn. Y vận trường bào màu đen, đầu đội mũ quan, vẻ mặt hờ hững ở ngoài cửa lớn. Lão già gầy còm cao mày, dùng mắt ra lệnh cho thị nữ kia lui xuống, cũng không động thân, mở miệng hỏi, mặc thần, ta và chấp pháp điện các ngươi từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Người đến chỗ ta làm gì? Cách đây không lâu, hồn bài của lục nhai trưởng lão đột nhiên vỡ vụn, không biết tề trưởng lão có gì muốn nói. Mạc thần không trả lời vấn đề của đối phương mà lại hỏi ngược một câu. Người nói cái gì? Tề huyên đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt, theo lời người đi cùng lục trưởng lão kể lại, hắn được người nhờ và chặn giết một nhóm người, chính vì thế mới vô cớ bỏ mình. Xin hỏi tề trưởng lão, người mà ngươi muốn chặn giết là ai? Mạc thần lạnh lùng hỏi, tuyệt đối không có khả năng này. Chỉ là hai hậu bối Nguyên Anh, làm sao có thể giết chết lục nhai cơ chứ? Vẻ mặt của Tề Huyên lộ rõ sự khó tin, hắc hắc, có thể giết chết tu sĩ hóa thần sơ kỳ, ngay đến Nguyên Anh cũng không để chạy thoát phải cần thực lực như nào, chẳng lẽ Tề trưởng lão ngươi không chịu suy nghĩ một chút sao? Chỉ trông mong Tề trưởng lão đừng vì thủ oán cá nhân mà khiến Tông Môn có thêm một gã cường địch. Bất luận như thế nào, kính xin Tề trưởng lão theo mặc mỗ đến chấp pháp điện một chuyến. Mặc thần cười lạnh một tiếng, sau đó âm thanh đột nhiên phát lạnh nói mấy ngày sau đám người hàn lập rốt của cưới phi chu bay khỏi hoàng lan cổ mặc dọc theo đường đi ngoại trừ gặp phải sự tập kích của âm nghiệt phi nghĩ nhưng bị hàn lập và ma quang giải quyết bọn họ không hề phát hiện truy binh của thiên quỷ tông từ lúc chứng kiến họ hàn giết chết tu sĩ hóa thần việc hắn có thể đánh lui âm nghiệt phi nghĩ đã không còn khiến cổ vận nguyệt cảm thấy quá mức kinh ngạc nữa mấy ngày bôn ba liên tiếp đã khiến dư mộng hàn và liễu nhạc nhi đều có chút mệt mỏi hai nàng cùng nhau dựa vào một bên linh thuyền đều đã ngủ say Hàn Lập thì ngồi khoanh chân ở đuôi của linh thuyền, lông mày hơi nhíu lại, thần sắc có chút khác thường. Trước mặt hắn bày ra bảy tám bình ngọc hai màu xanh trắng, tất cả đều trống rỗng. Hàn đạo hữu, tình hình thế nào? Thanh âm ma quang lại vang lên trong đầu Hàn Lập. Những đan dược này mặc dù được lấy từ gã tu sĩ hóa thần kỳ kia, trong đó cũng có một ít đan dược với phẩm giai tương đối cao nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng. Trận chiến lúc trước, dù hắn chỉ vận dụng lực lượng của thân thể, mượn nhờ ngũ nhạc, lấy xu thế vạn quân giết địch, hạn chế việc hư hao pháp lực thế nhưng pháp lực trong cơ thể chỉ có giảm chứ không tăng, tiếp tục như vậy cũng không thể kéo dài. Cực phẩm linh thạch thì sao? Cũng giống như vậy, hoàn toàn không thể thu nạp. Hàn lập cười khổ một tiếng, buông lỏng bàn tay, để lộ ra một viên linh thạch đã trở nên u ám không có ánh sáng. Xen ra chỉ có những loại đan dược đặc thù mới có hiệu quả. Ma quang đờ đẫn thốt lên, có lẽ vậy, lúc trước chỉ có vọng tê đan cùng khỏa đan dược màu vàng của tề minh hạo mới có hiệu dụng tóm lại chờ đến lãnh diễm tông tìm cách kiếm một quả vọng tê đan về nghiên cứu một chút vậy hàn lập sờ lên bình nhỏ ở trong ngực lạnh nhạt nói ra sau nửa tháng trên một mảnh núi non trùng điệp một chiếc linh thuyền hình thù kỳ lạ từ từ bay đến trên linh thuyền có đứng một nam ba nữ đúng là nhóm người hàn lập hàn đạo hữu mộng hàn nhạc nhi dãy núi linh diễm này chính là sơn môn của lãnh diễm tông rồi cổ vận nguyệt vui vẻ ánh mắt quét khắp núi rừng phía dưới nói ra linh mạch vững chắc linh khí mờ mịt quả nhiên là động thiên phúc địa khó gặp hào quang lưu động trong mắt hàn lập hắn gật đầu nói dư mộng hàn vốn là vui vẻ trong lòng nhưng sau khi nhìn quanh mọi nơi trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn về phía cổ vận nguyệt đôi tay tiểu hồ nữ vịn lan can của linh thuyền nhòi người ra ngoài để nhìn nhưng cũng chỉ thấy rừng cây xanh um không thấy bất kỳ một kiến trúc nào của tông môn nhịn không được liền hỏi ca ca ta cũng hiểu được chỗ này linh khí đậm đặc thế nhưng sao không thấy bất kỳ dấu tích gì của tông môn vậy phàm là tông môn đại phái đều có hộ phái đại trận che đậy chúng ta bây giờ đang đứng ở ngoài pháp trận giống như đứng ngoài tường cao dĩ nhiên không thể nhìn thấy phong cảnh phía sau bức tường hàn lập cười nói liễu nhạc nhi cùng dư mộng hàn nghe vậy cái hiểu cái không gật gật đầu hàn đạo hữu đợi chút ta lập tức truyền tin cổ vận nguyệt nói với hàn lập dứt lời nàng lập bàn tay lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng bên trên có đồ hình hỏa diễm một đạo quang mang nổi lên từ mặt lệnh bài đồ hình đột nhiên lắc lư giống như một ngọn lửa đang bốc cháy vậy một đạo quang mang bắn đi từ trên lệnh bài xông thẳng về phía sơn mạch sau một lát chỉ thấy phía dưới linh thuyền bỗng nhiên lay động một gợn sóng một tầng màn sáng hình tròn màu vàng như có như không nổi lên đưa mắt nhìn lại chỉ thấy dãy núi linh diếm kéo dài mấy trăm dặm hầu như đều được màn sáng bao phủ không hổ là một trong những đại tông của một giới thực không tầm thường hàn lập nhìn qua giọng nói có chút tán thưởng Liễu Nhạc Nhi cùng Dư Mộng Hàn giờ phút này đều đứng ở mạn thuyền, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, bốn mắt nhìn tới nhìn lui khắp cả sơn mạch với vẻ không thể tin nổi. Chỉ thấy phía dưới màn sáng màu vàng là từng tòa cung điện, lầu các đình đài nối nhau chen chúc không ngớt. Trong đó có những tòa trên vách đá dựng đứng, có chỗ liên kết thành một quần thể, có nơi được xây dựng trong một khe rãnh hay thung lũng, cũng có chỗ được xây một nửa trong lòng núi hình thành những kiến trúc độc đáo, đẹp mắt. Mà tại trung tâm sơn mạch tức thì có hơn 10 ngọn núi cao không thấy đỉnh, sương mù bao phủ đỉnh núi, thỉnh thoảng còn có hồng quang nhảy lên, nhìn rất có khí thế của một tiên gia phúc địa. Thật sự rất đẹp, dư mộng hàn nhịn không được buột miệng tán thưởng, liễu nhạc nhi cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hàn đạo Hữu lạc trưởng lão đã ra khỏi vân phong chờ chúng ta, chúng ta nên đi qua đó. Trở lại tông môn, tâm tình của cổ vận nguyệt thật tốt, vẻ mặt cùng giọng nói đều thể hiện sự vui vẻ. Hàn lập gật đầu, ngay tại thời điểm linh thuyền đi qua màn sáng, hắn liền cảm nhận được một cỗ thần thức đang dò xét mình, hẳn là của vị lạc trưởng lão kia rồi. Sau khi tiến vào địa phận của lãnh diễm tông, liễu nhạc nhi hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy màn sáng đã biến mất không chút tâm tích, chỉ còn lại sợi mây trắng noãn giữa bầu trời xanh thẳm. Ngay dưới chân núi có một quảng trường bằng đá trắng, nơi đó có một đại hán đang nhìn về phía bọn họ. Người này mặt mũi thô kệch, trên người khoác trường bào giả kim, bên hông buộc lại một cái đai lưng màu đen, cơ bắp trước ngực nổi lên cuồn cuộn dựa vào khí tức mà y tỏa ra, rõ ràng là một tu sĩ cảnh giới hóa thần. chương 30, nâng ruộng, bái kiến sư bá, sau khi cất phi chu đi, cổ vân nguyệt tiến lên vài bước, cung kính thi lễ với đại hán thô kịch. Cổ sư điệt một đường khổ cực rồi, vị này hẳn là hàn đạo hiếu. Đại hán nhẹ gật đầu sau đó nhìn sang hàn lập rồi hỏi. Tại hạ hàn lập, hàn lập mặt không đổi sắc trả lời. Hôm nay, Nam Cung Phong chủ vốn muốn tự mình nginh đón, chỉ là trong tông có chút việc gấp không thể rời đi vì vậy là quân ta thay mặt ngài ấy đến đây mong hàn đạo hữu bỏ quá cho đại hán thô kịch vừa cười tủm tỉm vừa nói đạo hữu khách khí rồi hàn lập vừa cười vừa nói vị cô nương này hẳn là đệ tử mà cổ sư điệt mới thu nhận không tệ không tệ ánh mắt của sư điệt thật sự rất tốt là quân nhìn sang dư mộng hàn ánh mắt có chút sáng ngời vãn bối dư mộng hàn bái kiến lạc trưởng lão dư mộng hàn vội vàng tiến đến thi lễ đứa nhỏ này chỉ cần dụng tâm tu luyện, thành tựu ngày sau tất không dưới ta. Cổ vân nguyệt ý cười đầy mắt, sau đó, lạc quân cũng bắt chuyện với liễu nhạc nhi. Khi nghe được nàng và hàn lập là huynh muội y không khỏi cảm thấy một chút khó hiểu nhưng không nói gì. Hàn đạo hữu có thể vượt cấp hạ sát tu sĩ hóa thần, hộ tống sư đồ cổ sư điệt an toàn trở về bổn tông. Thực lực và chiến tích như vậy nhiễm nhiên hội đủ tiêu chuẩn trở thành trưởng lão ngoại môn tại xuất vân phong chúng ta. Hiện nay, có hơn 10 tòa động phủ để trưởng lão tân nhiệm lựa chọn, chỉ là không biết hàn đạo hữu có yêu cầu gì đặc biệt hay không. Lạc mẫu nhất định sắp xếp chu đáo, lạc trưởng lão nhìn lại hàn lập với ánh mắt tán dương sau đó chợt hỏi. Thực không dám giấu, hàn mẫu hiện có thương thế chưa lành, tốt nhất tìm được một vị trí tương đối tĩnh lặng để tiện an dưỡng. Ngoài ra, hàn mẫu còn hiểu biết một chút về thuật luyện đan. Nếu xung quanh động phủ có linh điền để gieo trồng một ít linh dược thì càng tốt. Hàn Lập cũng không khách khí mà chỉ trả lời một cách từ tốn. Cũng thật không may, trong số hạn ngày còn sót lại, những nơi phù hợp với yêu cầu của đạo hữu thì lại không có linh điền. Tất cả ruộng vườn trên suốt phân phong đều do đệ tử bên dưới quản lý, cơ bản nằm ở sườn núi phía đông, vị trí không thể xem là yên tĩnh. Lạc quân nghe vậy thoạt tiên sững sờ, sau đó cao mày trả lời với vẻ do dự. Hàn Lập nghe vậy không khỏi lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không bằng như vậy đi, Hàn Đạo Hữu hãy chọn một mảnh linh điền ta sẽ sai người dựng nên một tòa động phủ mới ngay trên đó, thế nào? Lạc quân nhận thấy biểu hiện của Hàn Lập, bèn suy nghĩ một chút sau đó đưa ra đề nghị. Ha ha, cần chi phiền toái như vậy, nếu nơi động phủ không có sẵn linh điền, Hàn Mỗ chỉ cần chuyển một mảnh đến đó. Chỉ là không biết làm vậy có hợp quy cũ hay không? Hàn Lập bỗng nhiên cười to rồi nói, cổ vân nguyệt và dư mộng Hàn nghe vậy đều ngạc nhiên, thần tình có chút không hiểu cho lắm. Ha ha, ta không theo núi, ngược lại khiến núi phải theo ta, khí phách của hàn đạo hữu thật sự lớn đấy. Làm vậy có gì không được, mời đạo hữu theo ta, là quân không nghĩ tới hàn lập sẽ trả lời như vậy, lập tức bật cười tỏ vẻ hứng thú. Thời gian kế tiếp, dưới sự hướng dẫn của lạc quân, bọn họ đi tới một tòa sơn cốc nằm bên sườn đông. Ở đó có nhiều linh điền đang được nô bộc chăm sóc cẩn thận, diện tích tổng cộng ước chừng gần mẫu. Hàn đạo hữu linh điền ở đây trước kia đều thuộc về một vị ngoại môn trưởng lão. Có điều vài năm trước đây, vị đạo hữu này không may vẫn lạc vì vậy linh điền hiện đều do ta quản lý, chưa phân phối lại cho ai. Nếu đạo hữu cảm thấy vừa ý cứ lấy về dùng, lạc quân tùy ý chỉ trò một hồi sau đó nói với Hàn Lập như có thâm ý. Đa tạ lạc trưởng lão, đã vậy Hàn mỗ cũng không khách khí. Hàn Lập nhìn qua một vòng, khóe môi cười mà như không cười. Lạc quân thấy vậy, không biết tại sao nội tâm bất chợt dâng lên cảm giác tiếc nuối khó hiểu. Chỉ thấy Hàn Lập tiến về phía trước, hít một hơi thật sâu sau đó cúi người nâng quyền nện xuống mặt đất một tiếng ầm vang thật lớn toàn bộ sơn cốc đột nhiên run lên nơi quyền hạ xuống lập tức bị đánh thủng thành cái động lớn tuy không rộng lắm nhưng thoạt nhìn sâu không thấy đáy sự mộng hàn lập tức mất thăng bằng nếu không nhờ cổ vận nguyệt đỡ lấy nàng đã ngã nhào xuống đất liễu nhạc nhi cũng bị lảo đảo một hồi vội vàng thi pháp đứng vững trở lại phần lớn nô bộc đang chăm sóc linh điền chỉ có tu vi luyện khí kỳ không biết chuyện gì vừa mới xảy ra đều thét lên kinh hãi cuốn quyết bỏ chạy tứ tán. Lạc quân lúc này đã định thần lại, hai mắt trở động quan sát Hàn Lập, không nói một lời. Hàn Lập dảo bước dọc theo Linh Cốc, cứ đi mười trượng lại cúi người nện xuống mặt đất một cái. Trong một nén nhang sau đó, nhiều tiếng nổ vang không ngừng vang vọng Xuân Cốc. Hàn Lập rốt cuộc đã đi qua một lượt, lúc này trở về trước mặt đám người Lạc quân. Họ Lạc nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh của hắn không khỏi miệng lưỡi khô khốc, không nói nên lời. Hàn Lập cũng không nhiều lời, chợt ngồi xổm xuống, xoa xoa đôi bàn tay. Chỉ thấy song thủ của hắn đột một đâm vào mặt đất như hai lưỡi đao. Lên, hàn lập chợt quát một tiếng đồng thời nâng lên, ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang vọng sơn cốc, mặt đất lập tức nứt ra từ chỗ hai tay của hàn lập, hơn nữa còn không ngừng lan ra xung quanh. Những lỗ thủng mà họ hàn đục thành ban nãy lúc này được các kẽ nứt nối thành một mạch, vây bọc sơn cốc. Liễu Nhạc Nhi lúc này mới hiểu ca ca của nàng đang làm gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tràn đầy vẻ sùng bái. Cái này, Cổ Vân Nguyệt há to miệng, cả buổi không nói nên lời. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, Hàn Lập đã nhấc trọn khối linh điền lên cao. Từ xa nhìn lại, có cảm tưởng mảnh linh điền này đang lơ lửng ở giữa không trung. Sư Mộng Hàn nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn ngẩn ra, há miệng không biết nói gì. "Đi thôi, Lạc trưởng lão, đến xem động phủ mới của ta đi." Hàn Lập thần tình thong dong, quay sang vừa cười vừa nói với Lạc Quân. Lạc trưởng lão nhìn thấy toàn bộ linh điền bị đào đi, chỉ còn sơn cốc hoang tàn không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Y vốn tưởng rằng nhiều lắm Hàn Lập chỉ chọn một khối linh điền sau đó sử dụng bí thuật, pháp bảo gì đó để chuyển chúng đi. Không nghĩ đối phương lại dựa vào sức mạnh cơ thể đào lấy tất cả bưng đi. Có điều vừa rồi y đã cho phép người ta tùy ý lựa chọn vì vậy lúc này cũng không thể nói gì nữa đành phải cười khổ một tiếng dẫn đường tiến lên sườn núi. Hàn Lập cứ vậy mang theo gần mẫu linh điền đi qua đi lại hơn nửa canh giờ ở suốt phân phong cuối cùng chọn được một tòa động phủ vắng vẻ ở gần đỉnh núi. Chương 31, thông dịch cốc, chứng kiến Hàn Lập giơ tay nhấc chân, đào quanh động phủ vắng vẻ của mình một cái hố to gần mẫu để đặt khối linh điền trên vai xuống, Lạc Quân thở ra một hơi sau đó bật cười ha ha. Ha ha, Hàn đạo hữu thần lực cái thế, vượt xa dự liệu của ta. Quả nhiên chăm nghe không bằng mắt thấy, Lạc mẫu bội phục. Lạc đạo hữu quá lời rồi, nếu như tại hạ đã qua khảo nghiệm, chúng ta có thể nói vào chuyện chính rồi chứ. Nghe đối phương tán thưởng như vậy, Hàn Lập cười như không cười hỏi ngược lại khổ, hàn đạo hữu chưa đùa, sao lạc mẫu có ý như vậy được chứ? Được rồi, khách khanh trưởng lão của bản tông kỳ thật không cần thực hiện đại sự gì cả, hàng năm đều được phân phối 5 vạn linh thạch cùng một ít đan dược phục vụ cho việc tu luyện. Có điều đợt phân phối đan dược của năm nay đã qua, đạo hữu trở đến năm sau vậy. Đây là lệnh bài của các hạ, bên trong ghi lại địa đồ của bổn tông cùng giới thiệu sơ lược về sơn mạch này. Ngoài ra còn có linh thạch năm nay dành cho cung phụng. Tổng cộng 8 vạn linh thạch, phần dư ra là một chút tâm ý của Nam Cung phong chủ. Lạc quân ngượng ngùng cười cười sau đó uyển chuyển thay đổi chủ đề, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài sắc vàng rực rỡ cùng một túi chữ vật màu xanh, giao cho Hàn Lập. Cổ vân nguyệt nghe vậy, ánh mắt dành cho Hàn Lập có chút phức tạp cùng mong mỏi. Những gì lạc trưởng lão đề cập đều là đãi ngộ dành cho nội môn trưởng lão cấp hóa thần. Dựa vào biểu hiện của Hàn Lập trong thời gian qua, hắn quả thật có tư cách này. Đa tả, không biết vọng tê đan ngoài được tông môn cấp cho thì còn cách nào để thu thập hay không? Hàn lập cảm ơn một tiếng, nhận lấy lệnh bài và linh thạch sau đó thuận miệng hỏi lại. Tông môn đôi lúc cũng sẽ cấp phát vọng tê đan, tuy vậy thứ này dù có hiệu quả chữa thương cực tốt nhưng không có nhiều tác dụng với việc tinh tiến tu vi do đó vẫn có đem ra giao dịch tại phường thị. Có điều phần lớn đan dược như vậy đều được bán hết nhanh chóng, không dễ lấy được. Lạc quân trả lời một cách quen thuộc, xem ra hàn mỗ chỉ có thể thử vận may của mình mà thôi. Hàn Lập như có điều suy nghĩ, Lạc Quân cũng không nán lại quá lâu. Sau khi chuyện phiếm vài câu, y liền dẫn cổ vận nguyệt và dư mộng Hàn rời đi. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập khai mở toàn bộ cấm chế bên trong động phủ, sau đó dẫn Liễu Nhạc Nhi dạo quanh một vòng, chọn cho cô bé này một phòng ngủ thật tốt rồi mới rời đi. Sau một nén nhang, họ Hàn đã xuất hiện ở một sơn cốc cách xuất vân phong vài dặm. Nơi hắn đang đứng có một đền thờ bằng đá trắng, bên trên khắc ba chữ to sơn son thiếp vàng thông dịch cốc ngay dưới đền thờ là một con đường đá xanh kéo dài vào trong thông dịch cốc này chính là phường thị mà lạc quân nhắc đến chưa vào trong cốc âm thanh huyên náo như chợ phiên thế tục đã chuyển đến bên tai hàn lập đứng ở cốc khẩu một lúc sau đó cất bước tiến vào vừa đến bên dưới đền thờ phần nửa cảnh tượng trong cốc đã lọt vào tầm mắt của hắn đường vào nơi này men theo sườn dốc lại có xu hướng kéo dài lên trên hiệu buôn hai bên mọc lên san sát tất cả cửa hàng đều xây dựa lưng vào núi bên ngoài treo đầy tinh kỳ ngụy trang, thoạt nhìn tựa như phố xá sầm uất bình thường. Lúc này vừa qua chính ngọ, nơi nơi hối hả, người người đi lại như thoi đưa. Kẻ ra người vào cửa hàng rất là náo nhiệt, Hàn Lập tùy ý bước vào một hang thuốc có chút khí phái. Nào ngờ chỉ qua một lát, hắn đã dừng dưng bỏ đi tìm đến hiệu khác. Liên tục tìm vào năm sáu cửa hàng không nhỏ thế nhưng không thể tìm thấy tung tích của vọng tê đan chỉ biết cửa hàng gần nhất có bán loại đan dược này đã là chuyện của hai tháng trước nhưng toàn bộ đã bị người ta mua hết trong ngày kết quả bỏ ra gần nửa ngày trời hầu như đi khắp non nửa thông dịch cốc hàn lập như cũng không thu hoạch được gì sau khi rời khỏi một cửa hàng nhỏ hắn không rời khỏi sơn cốc mà lại tiến đến một cây đại thụ cách đó không xa cất giọng lạnh lùng không lâu sau khi ta vào sơn cốc các hạ đã theo sát không rời không biết có gì chỉ giáo đạo hữu đừng giận chỉ là hiểu lầm một tiếng cười gượng vang lên sau cây, một lão giả áo xám bước đến trước mặt Hàn Lập. Người này râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, thoạt nhìn có chút khí chất xuất thần. Hiểu lầm, cảm nhận được tu vi hóa thần của đối phương, Hàn Lập vẫn không động dung. Lão giả râu trắng trả lời một cách thản nhiên, tại hạ cao bất lật, trưởng lão Lạc Hà Phong, vừa rồi biết được đạo hữu muốn tìm vọng tê đân nên mới đi theo. Lạc Hà Phong, nếu ta nhớ không lầm, đây là chi phái chuyên luyện chế đan dược trong tông. Các hạ đã nói như vậy, chẳng lẽ trong tay thật có vọng tê đan hay sao? Hàn lập trao mày hỏi lại, hắc hắc, tại hạ quả thật đang có một khỏa vọng tê đan trong tay nên muốn đem ra giao dịch, chỉ là không biết đạo hữu có vật ta cần không thôi. Cao bất lận nhìn ngó túi chữ vật bên hông Hàn lập sau đó tùm tìm. Không biết cao trưởng lão tìm kiếm vật gì, Hàn lập bất động thanh sắc, đừng vội, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Cao bất lận không vội ra giá mà mở miệng hỏi, tại hạ Hàn lập, khách khanh ngoại môn của suốt vân phong hiện tại cao trưởng lão có thể nói ra điều kiện trao đổi rồi chứ? Hàn Lập trả lời một cách thong dong khách khanh ngoại môn của suốt phân phong, đạo hữu thần thông cao minh, cao mỗ không thể nhìn ra tu vi cảnh giới. Có điều chuyện này không cần nói đến, Hàn âm huyền thủy, làm tinh minh xa, thiên hà tinh thạch hoặc lan lang hoa hay mặc hương thảo 3.000 năm tuổi trở lên. Không biết Hàn đạo hữu có những thứ này hay không, bất cứ loại nào trong đó cũng có thể đổi lấy vọng tê đan của tại hạ. Cao bất lận vân về tròm dâu rồi hỏi. Cao trưởng lão nói đùa hay sao? Những thứ tài liệu đạo hữu cần đều là thiên địa linh vật cực kỳ quý hiếm. Đổi lại là các hạ liệu có bằng lòng đổi lấy vọng tê đan hay không? Hàn lập xa sầm nét mặt hỏi ngược lại. Lão già dâu bạc nghe vậy lập tức ngây ra, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Đạo hữu đưa ra yêu cầu thực tế hơn đi, nếu không hàn mỗ có thể sử dụng linh thạch để trao đổi. Hàn lập gợi ý, vừa rồi tuy hắn không mua được gì nhưng đã xé chẵn ra lẻ, chia nhỏ tài liệu thu được lúc trước để bán, thu về không ít linh thạch cộng thêm những gì là quân gửi tặng tạo thành gia sản không nhỏ, còn chưa kể đến vài viên thực phẩm linh thạch thu được lúc trước. Được rồi, nếu Hàn Đạo Hiếu đã nói như vậy, chúng ta cứ lấy linh thạch ra giao dịch vậy, xem như cao mố kết giao một vị bằng hiếu. Một viên vọng tê đan đổi lấy hai viên cực phẩm linh thạch, thế nào? Cao bất lận suy nghĩ một chút sau đó thở dài đáp lại. Cao trưởng lão, đạo hiếu định dở công phu sư tử ngoạm ở đây hay sao? Dù vòng tê đan có chút khan hiếm ở phường thị nhưng giá tiền cao chưa từng vượt qua 60 vạn linh thạch. Hàn lập nhướng mày, bộ dáng có chút không vui. Tại hạ lại thấy như vậy không có gì vô lý, dù sao đây chỉ là giá cả ở phường thị tông môn. Nếu đem ra ngoài tin chắc sẽ thu được con số cao hơn rất nhiều. Cao bất lận không nhanh không chậm trả lời. Như vậy đi, tuy rằng hàn mỗ không có những thứ linh tài mà các hạ nêu ra nhưng lại nắm trong tay thứ khác phẩm chất không kém. Không biết đạo hữu có hứng thú xem qua, hàn lập suy nghĩ một chút rồi nói phật khác nếu hàn đạo hữu nói đến pháp bảo linh tài bình thường thì không cần lấy ra cứ dùng linh thạch cho dễ nói chuyện cao bất lận bật cười thanh minh tinh trận đồ vạn âm khốn linh trận phách âm chi không biết những thứ này có được xem là bình thường hàn lập lại hỏi những thứ này đều nằm trong túi chữ vật của gã trưởng lão hóa thần họ lục từ thiên quỷ tông tuy rằng phẩm giai không tệ nhưng lại không có tác dụng với hắn lão già lộ vẻ do dự sau một lúc mới trả lời với vẻ bất đắc dĩ, hai thứ trước thì thôi đi nhưng phách âm chi có chút hiệu dụng với cao mỗ, có điều niên đại ít nhất phải hơn ngàn năm. Cộng thêm 30 vạn linh thạch, vọng tê đan là của đạo hiếu. Hàn lập nghe vậy, không chút trần chờ quay người bỏ đi. Hàn đạo hiếu, xin dừng bước, cao bất lận thấy hắn đột nhiên rời đi, lập tức không còn giữ được bình tĩnh, vội vàng gọi theo. Họ hàn đương nhiên không phải bỏ đi thật sự, sau khi đi được vài bước, nghe đối phương gọi thuận thế dừng lại nhưng vẫn không vội nói gì mà chỉ đứng yên nhìn lại lão giả. Cao bất lân vội vã thu hẹp khoảng cách, cười làm hòa, hàn đạo hữu đừng vội. Giá cả còn có thể thương lượng, chỉ là ta muốn xem qua phách âm chi được chứ. Hàn lập cũng không nói thêm gì, bàn tay khẽ đảo. Một cái hộp gỗ theo đó xuất hiện, nắp hộp hé mở, cao bất lận sử dụng thần thức quét qua, đôi mày không khỏi nhảy lên một cái nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. chương 32, nghịch đan quyết, Chật chật, cơ duyên của hàn đạo hữu quả là không hề nhỏ. Gốc phách tri âm này ít nhất cũng ba, không, 2400 năm tuổi, dùng nó đổi lấy vọng tê đan tất nhiên là dư sức rồi. Cao bất lận miệng nói, hai mắt không ngừng liếc qua liếc lại. Gốc phách tri âm này đổi lấy hai khỏa vọng tê đan. Hàn lập lên tiếng cắt ngang câu nói của Cao bất lận. Cái này, hàn đạo hữu tại hạ chỉ có một viên này mà thôi. Nghe vậy, Cao bất luận cười gượng rồi đáp, trưởng lão các phong khác thì có lẽ không có nhưng trưởng lão của Lạc Hà Phong chuyên về luyện đan mà trong tay không có nổi hai quả vọng tê đan thì tại hạ không thể tin nổi. Nếu cao trưởng lão có gì khó xử thì tại hạ cũng sẵn sàng chờ thêm vài ngày nữa, tin chắc rằng với một tông môn lớn như vậy thì không thể có chuyện không có ai bán vọng tê đan. Hàn lập đáp lại từ tốn, hai hàng bạch mi của cao bất lận nhăn tít lại, quả thật lão đang phân vân do dự, sau khi lăn tăn một hồi lâu, cuối cùng lão cũng vỗ mạnh tay rồi nói. Thành giao, Hàn Lập nhận lấy một hộp ngọc màu trắng từ tay cao bất lật, sau khi khẽ dùng thần thức quét qua, trên môi hắn nở nụ cười. Trên người đối phương phát ra nhiều mùi hương của các loại thảo dược khác nhau, điều này chẳng khác gì lão tự tiết lộ cho hắn biết thân phận luyện đan sư. Một gốc linh dược hai, ba ngàn năm có thể xem là quý hiếm với nhiều người nhưng với hắn thì không là gì cả, tất nhiên tác dụng thua xa hai khỏa vọng tê đan đang nằm trong tay. Cao bất lận cầm hộp gỗ rồi đưa lên mũi người một lúc lâu, lúc này mới lộ rõ vẻ hài lòng. Lão thở ra một hơi sau đó cất vào túi chữ vật đại với thái đội vui vẻ. Lão quay qua nói với Hàn Lập một câu, khi nào có thời gian mời tới Lạc Hà Phong một chuyến. Sau đó cáo từ và đi luôn. Sau đó, Hàn Lập chưa vội rời khỏi phường thị mà lại tiếp tục đi dạo lòng vòng trong cốc, sử dụng phân nửa linh thạch trong tay để đổi lấy mấy loại đan dược cao dai tương tự vọng tê đan rồi mới rời khỏi thông dịch cốc, bay thẳng về xuất vân phong. Về tới động phủ, Hàn Lập thấy Liễu Nhạc Nhi đang ngồi một mình, tay chống cầm giường như đang chìm đắm trong suy tư gì đó nhạc nhi đang suy nghĩ gì vậy hàn lập tiến tới ngồi đối diện liễu nhạc nhi rồi cất tiếng hỏi ca ca lúc này tiểu hồ nữ mới nhận ra hàn lập đã về bèn reo lên vui mừng tại sao lại ngồi ngẩn người ra vậy hàn lập mỉm cười với vẻ ôn nhu nhạc nhi đang suy nghĩ lại từ lúc gặp ca ca và những chuyện phát sinh sau đó cảm giác giống như một giấc mơ vậy liễu nhạc nhi đáp với vẻ khá nghiêm túc hàn lập thoáng giật mình chỉ biết cười cười nếu đây là giấc mộng thì nhạc nhi chỉ hy vọng sẽ không bao giờ tỉnh lại trên đời này trừ cha mẹ ra thì chỉ có ca ca đối tốt với nhạc nhi muội chỉ mong ca ca sẽ mãi mãi ở bên cạnh muội tiểu hồ nữ cảm giác sống mũi cay cay nàng nhẹ nhàng nói chứng kiến bộ dáng lúc này của liễu nhạc nhi hàn lập hơi do dự một chút sau đó hắn bỗng vung tay lên hai ngón tay đặt lên mi tâm của nàng liễu nhạc nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra nàng hơi hoảng sợ nhưng cũng không hề né tránh nhắm mắt lại hàn lập nói nhẹ nhàng liễu nhạc nhi nghe vậy liền không chút do dự hai mắt nhắm chặt lại. Hàn lập khẽ lắc đầu cười cười rồi cũng nhắm mắt lại, miệng hắn lẩm nhẩm ngâm tụng. Thời gian chừng một nén nhang trôi qua, Hàn lập mở mắt ra. Liễu Nhạc Nhi ngồi đối diện với hắn lúc này sắc mặt đã trắng bệch ra, mồ hôi lấm tấm trên hai bên thái dương. Hàn lập thu tay lại rồi nói, tốt rồi, muội có thể mở mắt ra. Hai hàng lông nghi cong vút của Liễu Nhạc Nhi khẽ rung rung, nàng từ từ mở mắt ra và nhìn về phía Hàn lập với mộ vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra ta mới khắc vào thức hải của mỗi môn công pháp huyễn linh thiên biến. Đây là một bộ công pháp cao dài của yêu tộc năm xưa ta vô tình đoạt được. Với thân phận yêu hồ của muội thì tu luyện nó rất phù hợp. Hàn lập khẽ mỉm cười, nghe thấy vậy, liễu nhạc nhi liền nhắm mắt lại và cảm nhận khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện ra vẻ mê man. Tất nhiên ta sẽ tận lực bảo vệ cho muội nhưng vạn nhất những thời điểm ta không ở bên cạnh thì muội cũng phải tự bảo vệ mình, ít nhất cũng phải cố trèo chống tới khi ta tìm được muội Hàn Lập từ tốn giải thích một cách nghiêm túc. Sau khi nghe xong, Liễu Nhạc Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu liên tục. Nàng nói với Hàn Lập bằng vẻ rất nghiêm túc, dạ, Nhạc Nhi nhất định sẽ tu luyện bộ công pháp kia thật tốt. Lúc này Hàn Lập mới gật đầu hài lòng. Trong một tòa đại điện nghị sự trên suốt phân phong, phong chủ, người nọ đúng là lực tu cao dai, hôm nay đã được sắp xếp thỏa đáng, cũng không kinh động người của các phong khác. Cổ sư Điệt cũng được trọng thường theo đúng lệnh của ngài, ngoài ra nàng cũng được dặn dò phải giữ kín chuyện người nọ đã vượt qua việc sát hạch chém hóa thần vượt cấp, quyết không được tiết lộ mảy may ra ngoài. Lạc quân nói với trung niên khoác đạo bào ngồi ghế chủ tỏa với vẻ kính cẩn. Tốt, người nọ thân thể quả là mạnh mẽ, nguyên anh kỳ mà có lực chảm hóa thần, đương nhiên sau này sẽ còn nhiều hữu dụng với bản phong. Người hãy chăm nom cho kỹ, hắn có yêu cầu gì thì cứ thoải mái đáp ứng. Nam cung phong chủ khẽ gật đầu, dạ, lạc quân đáp, xuống dưới đi, nam cung phong chủ khoát tay lạc quân thi lễ xong liền lui ra hàn lập nam cung phong chủ tự lẩm bẩm một câu hắn nhắm mắt tĩnh tọa chốc lát rồi đứng lên đi thẳng về phía sau tất nhiên hàn lập không hề biết gì về cuộc nói chuyện giữa nam cung phong chủ và lạc quân lúc này hắn đang ngồi khoanh chân trong mật thất ở động phủ trên mặt bàn phía trước mặt có bảy hơn chục bình ngọc đủ loại hắn lấy một cái bình nhỏ màu đỏ mở nắp bình đổ ra một quả đan dược màu đỏ một mùi dược hương nồng đậm liền bốc lên sau khi quan sát kỹ càng hắn ngửa cổ nuốt khỏa đan rồi nhắm mắt lại dò xét những phản ứng xảy ra trong cơ thể sau một lát hắn mở mắt ra hai hàng lông mày nhăn tít lại khỏa đan dược màu đỏ kia có cùng phẩm dai với vọng tê đan nhưng lại không hề có chút tác dụng nào với hắn hàn lập cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hắn lại với bình đan dược thứ hai đổ ra một khỏa đan màu vàng óng rồi nuốt vào bụng đan dược hòa tan hết trong bụng tuy nhiên cũng không sinh ra chút pháp lực nào sau một lúc hàn lập mở mắt ra mặt hắn không có chút cảm xúc nào tiếp tục cầm lên bình đan thứ ba rất nhanh sau đó hắn đã phục dụng hơn một nửa số đan dược trên bàn rất tiếc là đều không có chút hữu dụng nào lúc này trên bàn chỉ còn lại một hộp ngọc màu tím và một bình xứ màu xanh hàn lập lộ rõ vẻ do dự trong lòng hắn không khỏi phát sinh sự buồn bực xem ra muốn tìm ra loại đan dược phù hợp với bản thân khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều tuy nhiên từ khi có mặt ở lãnh diễm tông hắn đã nắm rất rõ tình hình linh hoàn giới các loại tài nguyên tu luyện ở giới này rất phong phú, chỉ cần bỏ công sức ra thì không sợ không có thu hoạch. Sau khi suy nghĩ thông, Hàn Lập với lấy hộp ngọc màu tím, dùng ngón tay kẹp một khỏa đan màu xám rồi ngửa cổ nuốt. Lúc này, trong nội tâm Hàn Lập mới khẽ dao động, trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện ra chút vui mừng. Hắn cảm nhận được một tia pháp lực nhỏ bé tỏa ra từ quả đan dược, sau khi lưu chuyển một vòng kinh mạch thì nhập vào đan điền và giúp cho pháp lực của hắn dường như tăng thêm được chút xíu. Tuy khỏa đan dược màu xám này còn thua xa vọng tê đan, nhưng dù sao thì tìm ra được một loại đan dược hữu dụng cũng là một chuyện rất may mắn rồi. Còn đan dược trong bình xứ màu xanh, sau khi hắn nếm thử thì đã không có thêm kết quả bất ngờ, nó không hề có chút hiệu quả nào. Hàn lập thở ra một hơi, hắn lấy ra thêm một khỏa đan dược màu xám từ hộp ngọc tím và nắm trong tay. Đan dược này có tên là ô vân đan, có tác dụng cố bản hồi nguyên, rất hợp với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy, tuy nhiên nó còn kém xa so với vọng tê đan. Sau chút trầm ngâm, Hàn Lập bỗng đứng dậy và đi ra ngoài mật thất. Đi ngang qua phòng Liễu Nhạc Nhi, hắn dừng chân lại. Tuy ngăn cách bởi cánh cửa phòng nhưng Hàn Lập vẫn cảm nhận được linh khí bên trong đang cuồn cuộn, hẳn nhiên là nàng đang khổ tu. Hắn tỏ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài, đi thẳng tới luyện đan thất. Luyện đan thất là căn phòng không lớn lắm, chu vi chỉ chừng 4, 5 trượng, mặt đất có màu xanh đen, trong phòng có một cái đôn tròn cao khoảng nửa xích trên mặt đôn khắc những đường vân màu đỏ sậm tạo thành một pháp trận trung tâm pháp trận có hai cái lỗ màu đen ẩn ẩn thấy ánh lửa chớp động một cỗ khí tức nóng rực tỏa ra từ đó ở trung tâm cái đôn tròn là một lò đan cao cỡ nửa người linh khí tỏa ra xung quanh đúng là có chút bất phàm ánh mắt Hàn lập quét qua một vòng sau đó hắn ngồi xuống một cái bổ hoàn bên cạnh lò đan rồi phất tay đánh ra một đạo pháp quyết pháp trận màu đỏ lập tức sáng bừng lên một cỗ địa hỏa đỏ tươi phun ra từ hai cái lỗ bao trùm toàn bộ lò đan. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, cỗ địa hỏa dưới sự điều khiển của pháp quyết lập tức chuyển động rồi tách ra thành tám phần, chui vào trong lò đan. Một mùi dược hương nồng đậm liền phát ra từ trong lò. Hai tay hàn lập thay đổi pháp quyết liên tục, cỗ dược hương kia nhạt dần. Sắc mặt hắn không đổi, hai tay vẫn liên tục thi pháp. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, mùi dược hương trong lò lúc này gần như đã hết, ngược lại phát ra nhiều mùi hỗn tạp khác nhau. Hàn lập dừng tay, hắn đánh ra thêm một đạo pháp quyết, hỏa diễm liền dập tắt. Hắn phất tay mở nắp lò đan, lúc này ô vân đan đã biến mất, trong lò chỉ còn một đám bột đủ màu sắc. Hàn lập đánh giá sơ qua tình hình, một cỗ lục quang phát ra từ tiểu tâm cuốn hết chỗ bột mịn kia đưa ra ngoài. Lục quang khẽ rung động rồi phân ra thành muôn vàn sợi tơ mỏng li ti, cứ như là trăm ngàn cánh tay nhỏ đang khuấy đám bột mịn. Rất nhanh sau đó, đám bột mịn được chia thành hơn 10 phần có màu sắc khác nhau. Hàn lập khẽ gật đầu, hắn chuẩn bị sẵn hơn 10 cái hộp ngọc nhỏ để đựng hơn 10 phần bột mịn có màu sắc khác nhau kia. Bí thuật vừa được hắn thi triển có tên là nghịch đan quyết, đó là một thiên bí thuật năm xưa hắn ngẫu nhiên có được ở linh giới, nó có tác dụng nghịch hướng luyện chế đan được, phân giải đan dược thành các thành phần cấu tạo. Năm xưa người sáng tạo ra bí thuật này với mục đích phân giải các loại đan dược của người khác để phỏng đoán ra đan phương. Tuy nhiên đáng tiếc là cuối cùng người đó thất bại, nghịch đan quyết có điểm hạn chế, nó không thể lần ra đan phương rõ ràng mà chỉ có thể đạt tới mức phân tích ra các loại tài liệu cấu thành khỏa đan mà thôi. Hàn Lập sau khi đoạt được bí thuật này thì thấy nó cũng có nhiều cái mới lạ ngay cả với trình luyện đan cấp tông sư của mình, lúc đó hắn liền ghi nhớ lại và hôm nay chính là lần đầu tiên thi triển. Rất may là ô vân đan chỉ là đan dược cấp nguyên anh, đẳng cấp không cao, nếu không thì chưa chắc chỉ với một lần thi pháp mà hắn đã thu được thành công. Chương 33, Tiên Thiên Tử Khí Hàn Lập để hơn 10 hộp ngọc chứa các loại bột mịn khác nhau qua một bên rồi mới phất tay đánh ra một đạo pháp quyết tiếp tục kích hoạt pháp trận lò đan, sau đó hắn lấy ra một quả vọng tê đan. Sau khi nghĩ ngợi đôi chút, hắn phất tay ném vọng tê đan vào lò rồi lại thi triển nghịch đan quyết. Chưa tới nửa canh giờ sau, vọng tê đan cũng được tách thành hơn 10 loại tài liệu khác nhau và cũng được hắn cất vào trong những hộp ngọc. Sau đó hắn bày hết những loại tài liệu của hai loại đan dược mới phân tích ra và tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Ồ, sau một lát, Hàn lập khẽ hồ lên một tiếng, khuôn mặt hiện rõ nụ cười vui mừng. Hai quả đan dược được cấu thành bởi những loại tài liệu khác nhau. Phần lớn trong số đó không liên quan gì tới nhau, chỉ có một loại bột màu lam là giống hệt nhau cả về hình thái lẫn màu sắc, hiển nhiên là cùng loại. Tuy nhiên, số lượng bột lam ở vọng T đan hơn gấp nhiều lần so với ô vân đan. Hai loại đan dược này đều có ích lợi với hắn, tuy rằng chưa chắc chắn là do hiệu dụng của chất bột màu lam kia, nhưng hẳn nhiên phải có can hệ mật thiết hàn lập chấm một chút bột màu lam đưa lên mũi ngửi rồi lại đưa vào miệng nếm thử sau khi kiểm tra cẩn thận lông mày hắn hơi nhíu lại từ khi bắt đầu con đường tu luyện hắn luôn gắn chặt với việc luyện đan cho dù là nhân hay linh giới thì hầu như tất cả các loại tài liệu luyện đan hắn cũng có hiểu biết thậm chí các loại tài liệu luyện đan ở các giới diện khác hắn từng đọc qua vậy mà lúc này hắn lại không có bất kỳ manh mối nào khi đối mặt với thứ bột màu lam kia không lẽ đây là loại tài liệu đặc thù của linh hoàn giới hàn lập suy đoán thầm sau khi ngẫm nghĩ một lúc hắn chợt đứng lên và bước nhanh rời khỏi động phủ lúc này trời đã tối mịt một luồng sáng xanh lóe lên trên người hàn lập hắn bay vụt đi sau một lát họ hàn đã có mặt ở một tòa động phủ thuộc lạc hà phong ở cách đó mấy chục dặm động phủ này có vẻ hơi hoang vắng xung quanh đó không có bóng người nào hàn lập quét hai mắt một vòng rồi đi tới chỗ cửa động phủ hắn lật tay lấy ra một tấm phủ truyền âm nói khẽ vào hai câu rồi vung tay lên truyền âm phù liền hóa thành một đạo bạch quang và bay vào trong động phủ sau một lát cảnh cửa lớn mở phát ra những tiếng ầm ầm cao trưởng lão hàn mỗ tới làm phiền hàn lập vừa ôm quyền vừa nói không sao không ngờ hàn đạo hữu tới thăm nhanh như vậy mời vào cao bất lận nở nụ cười tươi mời hàn lập vào động phủ động phủ của cao bất lận lớn hơn của hàn lập một chút nhưng đồ đạc lại rất đơn sơ mùi thuốc nồng đậm trùm khắp động phủ cao trưởng lão hàn mỗ xin đi thẳng vào vấn đề lần này tại hạ tìm tới đây là có một số vấn đề cần thỉnh giáo các hạ. Sau khi an tỏa, Hàn Lập nói ngay, Hàn Đạo Hữu muốn hỏi chuyện gì cứ nói thẳng ra, Cao Bất Lận hơi giật mình một chút rồi đáp, Hàn Lập thò tay lấy ra hộp ngọc chứa loại bột màu lam, đưa tới cho lão Cao và nói, Cao trưởng lão kiến thức uyên bác, không biết có nhận ra vật này hay không. Cao Bất Lận ồ lên một tiếng, lão tiếp nhận hộp ngọc, ánh mắt ngưng lại quan sát kỹ càng. Lão lấy ngón tay chấm một chút bột rồi đưa lên lưỡi nếm, hai hàng bạch mi khẽ dựng lên, dường như lão nhìn Hàn Lập với một thâm ý. Xem ra cao trưởng lão đã nhìn ra rồi, Hàn Lập khẽ mỉm cười và nói, ha ha, chuyện này, coi như Hàn Đạo Hữu đã hỏi đúng người rồi. Tuy nhiên, Cao bất luận cười hắc hắc, giọng điệu mang theo ngụ ý gì đó. Hàn Lập cũng không nói thêm, lập tức lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm, ném cho đối phương. Cao lão đầu nhanh chóng tiếp lấy linh thạch, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tươi, tiếp tục nói, không dối gạt đạo hiếu, đây thật ra là bột của Vân Hạc Thảo. Loại cỏ này nó là một trong những tài liệu quý hiếm của bổn tông. Hơn nữa bột phấn này tựa hồ đã qua xử lý, nếu không phải ta nhiều năm kinh nghiệm luyện đan và đã quá quen thuộc các loại linh tài địa bảo thế nên mới miễn cưỡng có thể nhận ra. Thì ra là thế, về dược tính của Vân Hạc Thảo, Cao Trưởng Lão có thể nói rõ một chút. Hàn Lập nhẹ gật đầu, lập tức lại hỏi, Cao Lão đầu không nói, chỉ cười hắc hắc đầy gian xảo, hai ngón miết miết vào nhau. Hàn Lập lại ném cho đối phương một khối thượng phẩm linh thạch. Cao lão đầu vui cười hớn hở thu linh thạch, dùng đùi đắc ý một phen rồi mới chậm rãi nói, Vân Hạc thảo này còn được gọi là biến sắc thảo. Cỏ này trăm năm tỏa ra ánh sáng màu trắng, nghìn năm là màu lam, ba nghìn năm sau bắt đầu đỏ lên, một vạn năm thì là đỏ thấm, ba vạn năm trở lên thì là đỏ tía. Cái đặc biệt nhất của linh thảo chính là có thể thu nạp năng lượng của ánh sáng, trăm năm sau sẽ sản sinh ra một tia tiên thiên tử khí chẳng những có thể tu luyện được công pháp quỷ dị thì cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành tiên thiên linh lực, có hiệu quả tẩy kinh phạt tùy. Niên đại càng lâu, tiên thiên tử khí càng trở nên tinh thuần, hiệu quả lại càng kinh người. Tiên thiên tử khí, không biết có thể tìm được loại cỏ này ở đâu. Hàn lập trong lòng khẽ động nói, hoàn cảnh sinh trưởng của loài cỏ này vô cùng hà khắc, theo như ta được biết cũng chỉ có vài nơi may mắn có thể phát hiện ra. Tuy nhiên những địa phương này đều thuộc phạm vi quản lý của các thế lực lớn, Hiện tại vân hạc thảo tuổi trên ngàn năm gần như đã tuyệt tích ở bên ngoài, chắc chắn đều đã nằm trong tay các đại tông môn." Cao trưởng lão gãi đầu tiếp tục nói. Nghe xong lời nói của Cao Bất Lận, Hàn Lập cơ bản đã có kết luận tiên thiên tử khí 89 phần 10 có thể giúp hắn khôi phục pháp lực 89 phần 10. Không biết ngoại trừ vọng tê đan ra còn có loại đan dược nào luyện chế bằng vân hạc thảo. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi, Cao Bất Lận lần này thật không gây khó khăn gì thêm mà trực tiếp trả lời ngoại trừ vọng tê đan ra thì ô vân đan cũng có dùng đến chút ít loại cỏ này. Mặt khác, dưỡng linh đan cùng nguyên hư đan cũng dùng vân hạc thảo tuy nhiên do niên đại thấp nên lượng tiên thiên tử khí ẩn chứa bên trong thật không đáng kể. Sau khi từ biệt cao bất lận, Hàn Lập đi thẳng đến thông dịch cốc một chuyến, bỏ ra một viên cực phẩm linh thạch mua một số loại đan dược cũng mua thêm vài gốc vân hạc thảo có niên đại đã trăm năm sau đó lập tức quay về suốt vân phong. Bên trong mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trước mặt là một số đan dược và vân hạc thảo vừa mới mua về. Đầu tiên, hắn mở bình xứ màu trắng ra, lấy một khỏa ô vân đan đưa lên miệng. Lập tức, một dòng nước ấm hiện lên trong đan điền nhẹ nhẹ đem linh lực từ đan dược tan ra, dần dần chuyển hóa làm pháp lực lưu giữ trong đan điền. Trong lòng của hắn vui vẻ, lại cầm lấy vân hạc thảo, đưa vào trong miệng nhấm nháp vài cái rồi mới nuốt xuống. Qua chừng thời gian một chén trà, đan điền một lần nữa ấm lên, một tia pháp lực hòa nhập vào trong đan điền được lưu giữ. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, lộ ra một tia vui vẻ. Rốt cục hắn đã khẳng định tiên thiên tử khí chính là mấu chốt giúp mình khôi phục pháp lực. Cứ như vậy đã một ngày một đêm trôi qua, sau khi sử dụng hơn nửa số đan dược cùng Vân Hạc Thảo, tu vi của Hàn Lập rất nhanh đã khôi phục ngang mức Nguyên Anh Hậu kỳ. Đang lúc hắn đang vui mừng, định phục dụng hết đan dược còn lại thì thần sắc của hắn đột nhiên khựng lại. Lúc trước trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa dược lực, giờ phút này thì cuối cùng cũng biến thành pháp lực đổ về đan điền nhưng mà trong đan điền của hắn như đã đựng đầy nước rút cuộc cũng không thể tồn chữ được nửa điểm pháp lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những pháp lực kia dừng lại một chút ở đan điền rồi liền tiêu tán thành hư ảo. Hàn lập thở dài, hắn hiểu rõ chuyện này hơn phân nửa có liên quan tới những biến dị của Nguyên Anh trong cơ thể, giờ có phục dụng thêm nhiều đan dược nữa thì sợ rằng cũng vô ích mà thôi. Nguyên nhân thực sự ra sao thì hắn chỉ còn cách chờ tới khi thân thể và thần thức khôi phục lại mới có đáp án rõ ràng. Hiện nay hắn không có cách nào dựa vào việc tu luyện để đề thăng pháp lực, dùng đan dược thì cũng chỉ hồi phục tới nguyên anh hậu kỳ, vấn đề hàng đầu hiện nay là tìm cách thúc đẩy nhanh hơn quá trình hồi phục của thân thể và thần thức. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy khá váng đầu, ngón trỏ tì nhẹ lên mi tâm, trầm tư suy nghĩ. Sau một lát, dường như nghĩ ra cái gì đó, hắn ngẩng đầu lên, cổ tay khẽ đảo lấy ra tấm lệnh bài trưởng lão khách khanh. Hàn lập dùng thần thức xâm nhập vào bên trong lệnh bài, một tấm địa đồ lãnh diễm tông được tạo thành từ ánh sáng màu vàng kim hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Ánh mắt hắn quét qua tấm địa đồ một lúc, cuối cùng nhìn thẳng vào điểm đánh dấu có ghi ba chữ nhỏ tàng kinh các. Chương 34, kẻ trộm. Tại sườn ngọn núi xuất vân phong mây trắng như tuyết, một đệ tử trẻ tuổi mặc trên mình trường bào màu trắng theo hướng sườn núi mà đi lên. Gã vừa nhấc chân định bước lên thềm đá thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tiếp đó, gã đột nhiên đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy thần thức cũng theo đó trở nên mơ hồ, một bóng người chợt nhoáng hiện cạnh đệ tử trẻ tuổi này. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn hiện ra, chính là Hàn Lập. Kể lại tỉ mỉ tình huống bên trong tàng kinh các cho ta. Đôi người Hàn Lập chấp động quang mang màu lam kỳ lạ, nhìn thẳng vào ánh mắt của thanh niên đối diện, giọng nói quỷ dị mà khoan thai. Tàng kinh các nằm trên núi tập thánh được chia làm hai gian trong và ngoài. Gian ngoài được mở ra cho tất cả đệ tử và trưởng lão trong tông còn gian trong thì chỉ có nội môn đệ tử cùng các vị nội môn trưởng lão mới được phép tiến vào đệ tử áo trắng đờ đẫn đáp lại như một con rối ánh mắt vô hồn sau khi nghe đệ tử trẻ tuổi này nói rõ hàn lập thoạt nhìn vẫn duy trì vẻ bình thản tuy nhiên ở sâu bên trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ với tư cách là một trong những khu vực trọng yếu nhất công tác quản lý của lãnh diễm tông đối với tàng kinh các hiển nhiên vô cùng chặt chẽ bình thường Bất kỳ đệ tử tông môn cùng các trưởng lão muốn đổi lấy điển tịch không những phải trả một lượng lớn linh thạch mà còn phải có điểm cống hiến cho tông môn. Điểm cống hiến trong tông môn tức là cân nhắc các trình độ cống hiến của đệ tử nội môn cùng các trưởng lão đối với tông phái, thông thường có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ do tông môn giao xuống. Tất nhiên, nhiệm vụ càng gian khổ thì sẽ có khả năng đạt được điểm cống hiến càng cao. Nếu không có thời gian gom góp điểm tích lũy thì căn bản sẽ không có khả năng đổi lấy công pháp cùng bí thuật cấp cao. Bởi vậy không thiếu người săn lùng nhiệm vụ, tìm kiếm lối đi khác nhau. Tuy nhiên đã từng có không ít tán tu trong lòng mang ý xấu mượn danh nghĩa gia nhập lãnh diễm tông, trở thành ngoại môn trưởng lão để lén lút lẻn vào bên trong tàng kinh khắc ăn cắp điển tịch. Kết quả tất nhiên đều bị phát hiện, kết cục thê thảm vô cùng. Bởi vì tàng kinh các được bảo vệ quá mức nghiêm ngặt, bọn họ căn bản không có cơ hội lẻn vào. Theo lời đệ tử áo trắng nơi này lúc nào cũng có luyện hư trưởng lão canh giữ. Ngoài ra còn có lực lượng tuần tra ngày đêm cùng với vô số cấm chế cường đại khiến cho tu sĩ bình thường căn bản không thể tới gần. Hàn lập trầm ngâm tại chỗ một lúc lâu rồi mới thu lại ngón tay đang đặt trên mi tâm của đệ tử áo trắng. Thân thể quỷ dị trong chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa. Đệ tử áo trắng dơ lên bàn chân đã được một thời gian dài, lúc này mới đạp chân bước lên. Người gã lảo đảo, thiếu chút té ngã. Sau khi ổn định thân hình, gã vuốt vuốt lên bắp chân đã tê dại, mờ mịt nhìn quanh bốn phía có chút khó hiểu rồi lắc đầu, tiếp tục lên núi. Ước chừng sau một nén nhang, thân ảnh của Hàn Lập đã xuất hiện trên đỉnh tập Thánh Phong. Hắn đứng dưới một gốc cây cao lớn xanh ngắt mà nhìn về phía xa xa là một tòa lầu các hai tầng hình bát giác. Chỉ thấy lầu các này cao chừng chín trượng, tám mặt đều là hình bát giác nhưng chỉ hướng phía nam mới mở ra một lối vào. Bức tường lầu các trên nóc nhà đều khắc một loại hỏa và lôi phù văn sen lẫn phức tạp. Hai đội tuần tra tu sĩ đi quanh hai bên lầu các, đi qua sen kẽ thay phiên nhau tuần tra. Đứng tại đó nhìn một hồi lâu, Hàn Lập trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ, thân ảnh mơ hồ biến mất tại chỗ. Ban đêm, lãnh diễm tông ở trong một sơn cốc, nơi này là một đại điện màu đá xanh, chung quanh thỉnh thoảng có rất nhiều đội tuần tra đệ tử đi qua, ước chừng có khoảng 7-8 đội, tất cả đội trưởng đều có tu vi hóa thần kỳ. Hiển nhiên là nơi đây vô cùng trọng yếu, một tiểu đội tuần tra từ cửa vào yên lặng bay qua. Đội trưởng của họ là một đại hàn áo xanh. Y tựa hồ có chút buồn ngủ, lén lén ngáp dài một cái. Vào lúc này bên ngoài cách đó hơn 10 trượng, một tiểu đội tuần tra khác bay tới hướng phía phương hướng bất đồng mà bay đi. Đại Hán thấy vậy không khỏi nhếch miệng, Thiên Phù Đường mặc dù là nơi trọng địa của Lãnh Diễm Tông nhưng mà an bài nhiều đệ tử tuần tra ban đêm như vậy thật sự có phần cẩn thận quá mức. Nơi đây không chỉ có vị trí bí mật mà ở bên ngoài còn có tông môn đại trận bao phủ bảo vệ thì có thể có thể lẻn vào được sao? Những suy nghĩ này hắn tất nhiên sẽ không dám nói ra khỏi miệng ngược lại truyền âm mệnh lệnh cho các đệ tử sau lưng cẩn thận cảnh giác đang muốn bay vào nội cốc đúng vào lúc này một tòa cung điện cách đại hán áo xanh không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh sau đó bộc phát ra một mảnh điện quang màu tím và ngay lập tức khôi phục lại sự im lặng thanh y đại hán khẽ giật mình tựa hồ chưa kịp phản ứng ai không tốt có kẻ lẻn vào thiên phù đường tiếng kinh hô của đệ tử tuần tra ban đêm vang lên sau lưng đại hán lúc này y cũng kịp thời phản ứng kinh hãi run rẩy mà hướng về một phía trong nháy mắt bay đến chỗ bên ngoài đại điện. Kẻ nào to gan xông vào thiên phù đường, mau mau thúc thủ chịu trói. Đại hán chợt quát một tiếng trong tay cầm pháp bảo vung lên. Đệ tử tuần tra sau lưng y lập tức chia ra vây kín đại điện. Phút phút, các nhóm tuần tra khác cũng lập tức bay vụt tới. Trên trăm người từ bảy tám đội nhóm khác nhau vây chặt đại điện như nêm cối. Một con ruồi cũng đừng nghĩ có thể bay ra ngoài. Trong đại điện tối sầm, không có chút động tĩnh nào toàn bộ đại điện ở đây đều có cấm chế bao phủ thần thức căn bản không thể thăm dò bên trong các đội trưởng liếc nhìn nhau bọn họ đều đang suy nghĩ có nên xông vào hay không bọn họ dù là đệ tử tuần tra ban đêm nhưng lại không có tư cách đặt chân vào đại điện xảy ra chuyện gì một đạo bạch quang bay vụt tới rơi vào bên ngoài đại điện hiện ra thân ảnh của một lão già tóc bạc phạm đại sư ngài đã tới vừa rồi có kẻ xâm nhập thiên phù đường chúng đệ tử đang muốn đi vào bên trong đại điện lùng bắt bất quá dựa theo quy củ thì tự nhiên không có tư cách đó một gã đội trưởng đi đến bên cạnh lão giả nhanh chóng kể rõ sự tình cái gì một lũ ngu xuẩn thời điểm này mà còn quy củ gì chứ xông vào nhanh lên lão già tóc bạc nghe xong lập tức tức sùi bọt mép hét lớn một tiếng hướng phía trong đại điện phóng đi đám đội trưởng thấy vậy phần nửa lập tức đuổi theo thế nhưng vẫn có hai người lưu lại bên ngoài quan sát cửa đại điện lão già tóc bạc khẽ giật mình Cấm chế trên cửa chính đại điện không bị tổn hại chút nào. Lão già tấm tắc kêu là có điều không kịp nghĩ nhiều, lấy ra một cái lệnh bài, một đạo bạch quang bay ra rơi vào trên cửa đại môn. Trên cửa chính một hồi hào quang lập lòe, két, một tiếng mở ra, đám người lập tức xông vào trong đại điện, lão già tóc bạc phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trong đại điện ánh sáng bạch quang bao phủ đem khắp nơi trong điện chiếu sáng. Tất cả mọi người sững sờ, bên trong đại điện được bày biện rất đơn giản chỉ bày đặt 10 cái giá bạch ngọc liếc qua cũng có thể nhìn thấu. Nơi đây vậy mà không có một bóng người nhưng trên mặt đất có vài dấu vết cháy đen. Không có ai, chẳng lẽ là đã chạy thoát rồi. Đám đội trưởng nhìn thấy vậy không khỏi đưa hai mắt nhìn nhau. Bên trong điện, hai mắt Thanh Y đại hán trợn tròn xoay thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin được. Lúc y canh gác bên ngoài đại điện, ánh mắt tuyệt đối không hề rời đi, người nọ làm sao có thể ly khai? A, à, Thiên Ảnh Thạch, Quan Nguyệt Thảo, lão già tóc bạc lại gần một cái giá bằng bạch ngọc. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi run rẩy. Những cái giá bạch ngọc từng được đặt phía trên đều đổ đầy vô số tài liệu bên cạnh đều có cấm chế bao phủ thế nhưng lúc này đã có cấm chế bị giải trừ. Nhìn qua cũng có thể thấy được tài liệu trên đó thiếu đi không ít. Lưu Lan Mộc, Thiết Tâm Vũ, lão giả lại chạy đến cái giá bên cạnh đấm ngực rậm chân, bộ dáng vô cùng đau khổ. Sắc mặt của đám đội trưởng hóa thần kỳ cũng vô cùng khó coi. "Đuổi theo cho ta, huy động hết thảy đệ tử tuần tra, nhất định phải bắt đạo tặc về đây cho ta." lão già tóc bạc cực kỳ tức giận giơ chân hét lớn. Rất nhiều tài liệu chân quý tại thiên phù đường đã bị trộm đi. Việc này nhấc lên một cơn sóng lớn tại lãnh diễm tông. Vô số đệ tử tuần tra được xuất động truy tìm cho ra kẻ trộm. Hành động bắt trộm từ nửa đêm đến bình minh diễn ra ẩm ý tự nhiên khiến cho không ít đệ tử ngoại môn cũng bị đánh thức, gia nhập đại quân truy tìm thủ phạm. Kết quả toàn bộ linh diễm sơn mạch cơ hồ bị lật lên nhưng không có chút tung tích của gã đạo tặc. Việc này rất nhanh kinh động đến cao tầng trong tông môn, một trưởng lão luyện hư hậu kỳ lão am hiểu truy tung tự mình tìm đến thiên phù đường để điều tra sau đó kết luận kẻ trộm đã dùng một loại lôi điện truyền tống pháp trận để chạy trốn. Một chút dấu vết cũng không để lại khiến không có cách nào truy tung. Ngay đến trưởng lão luyện hư hậu kỳ cũng tìm không ra kẻ trộm thế nhưng vì việc nhỏ này làm sao có thể kinh động thái thượng trưởng lão hợp thể kỳ. Do đó, phạm đại sư của thiên phù đường bất đắc dĩ đành phải hậm hực thu tay lại, đình chỉ hành động truy bắt. Tuy rằng thoạt nhìn quá trình truy bắt đã bị đình chỉ thế nhưng tông môn tự nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Đại trận phòng hộ chung quanh Sơn Mạch Linh Diễm không có dấu vết xâm nhập. Thủ phạm hiển nhiên vẫn còn lưu lại nơi này. Lãnh Diễm Tông đã phái cao thủ lẳng lặng tìm kiếm. Sau sự việc này, phòng vệ các nơi bên trong lãnh Diễm Tông càng thêm nghiêm ngặt so với trước. chương 35, Mãn Thiên Quá Hải. Mãn Thiên Quá Hải, dấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Một trong 36 kế của quân sự Trung Quốc cổ đại, trong nháy mắt đã ba ngày trôi qua, lại là ban đêm, tàng kinh các bên trong lãnh diễm tông. Từ sau vụ thiên phù đường xảy ra cách đây không lâu thì số người tuần tra nơi này đã được tăng lên gấp đôi. Trong một khu rừng cách nơi này mấy trăm trượng, một bóng người màu bạc nhạt mờ ảo chậm rãi hiện ra, dưới màn đêm u ám không thể nhìn rõ vẻ mặt, chỉ có thể lờ mờ thấy được dung mạo. Bóng người ngẩng đầu nhìn về phía một tòa lầu các hình bát giác lộ vẻ bí hiểm trong màn đêm, sau một lúc lâu hắn lật tay lấy ra một tấm phù lục màu tím nhạt dán lên người phù lục màu tím lập tức im ắng vỡ vụn ra hóa thành một đám phù văn mơ hồ giống như nòng nọc, sau khi bay múa xung quanh lập tức tan biến vào trong cơ thể hắn. Trung quanh thân ảnh mơ hồ hiện ra một cỗ xương mù màu tím, trong nháy mắt che mất bóng người rồi tiêu thất trong hư không. Thật ra thân ảnh tự nhiên là không có biến mất mà là hóa thành một đoàn hư vô không bỏ qua đám người đang tuần tra mà hướng về phía tàng kinh các mà bay tới. Đám đệ tử đang tuần tra ánh mắt đảo quanh khắp nơi, thần thức cũng quét quanh mọi góc nhưng bất quá lại hoàn toàn không cách nào phát hiện đạo nhân ảnh kia đang tồn tại. Cũng không mất nhiều thời gian thân ảnh thần bí đã đi đến cổng vào của tàng kinh các. Giờ phút này đã là đêm khuya, tàng kinh các sớm đã đóng cửa, ánh sáng nhạt nhẹ nhẹ bao quanh cổng đại điện rộng lớn này hiển nhiên nơi này có cấm chế tồn tại. Bóng người trong miệng vừa lẩm bẩm vừa vung tay bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một đoàn thanh khí trong suốt vô hình nhằm về hướng đại môn. Nếu đem thanh khí phóng đại lên gấp trăm lần, liền có thể chứng kiến thấy bên trong thanh khí được cấu tạo bằng vô số phù văn sen kẽ nhau hung hăng đụng vào cấm chế bảo vệ, những phù văn bé nhỏ này bay vào. Màn ánh sáng cấm chế dường như đã bị ăn mòn làm xuất hiện một cái động lớn tức thì thân ảnh lập tức im hơi lặng tiếng bay vào. Không còn có cấm chế ngăn trở, thân ảnh nhoáng lên một cái chui vào bên trong cửa đá. Ánh sáng cấm chế bên ngoài nhấp nhoáng hiện lên, rồi lập tức liền khôi phục bộ dạng như lúc ban đầu. Ánh sáng rất nhanh đã khôi phục, Bên ngoài đệ tử tuần tra không có một chút nào phát hiện ra gì thường. Sau khi bóng người nọ tiến vào tàng kinh các thì một đại điện hình tròn hiện lên trước mắt hắn. Đại điện rất lớn, cao khoảng 20 30 trượng và có chừng hơn 10 con đường từ trong đại điện kéo dài không biết đi thông đến nơi nào. Cái sâu nhất thì thấy xuất hiện một cầu thang màu đen uốn lượn ở phía trên trước mặt. Bóng người khẽ liếc ánh mắt quét qua rồi lặng lẽ hướng về một phía mà bay đi. Thông đạo không hề dài, hắn nhanh chóng đã đi hết và phía trước là một cánh cửa thạch thất đóng kín trên cánh cửa thạch thất này cùng bên ngoài giống nhau đều được bao trùm một tầng cấm chế màu trắng trên cửa đại môn có khắc hai dòng chữ công pháp bóng người trong mắt lóe lên tia sáng vui mừng liền há mồm phun ra một cỗ thanh khí cấm chế màu trắng liền bị ăn mòn hình thành lên một cái động lớn bóng người lập tức theo đó mà bay vào bên trong đại môn là một căn phòng bằng đá bên trong đặt hàng trăm kệ và được phủ lên bằng một lớp ánh sáng màu đỏ mỗi kệ được chia thành nhiều lưới ô vuông và từng ô vuông trong đó đều đặt một khối ngọc giản Mỗi lưới ô vuông đều được đánh dấu, nội dung ghi chép bên trong mỗi ngọc giản là một loại công pháp. Bóng người tùy ý chạy đến trước một kệ sách lại hành động tương tự dùng thanh khí ăn mòn màn sáng màu đỏ bao quanh kệ sách và thuận tay phát ra một cỗ hấp lực, thu mấy khối ngọc giản ở bên trong vào lòng bàn tay, thần thức theo đó mà rót vào. Sau một lát, hắn nhíu mày ném mấy khối ngọc giản này trở về lại kệ sách. Trong ngọc giản chủ yếu ghi chép công pháp cho tu sĩ kết đan, thậm chí có cả công pháp nguyên anh kỳ, tuy nhiên tựa hồ cũng không được người này để ở trong mắt thân ảnh tại trong thạch thất đi đi lại lại khắp nơi, cũng không bao lâu liền đã dò xét toàn bộ ngọc giản một lần, rồi khẽ lắc lắc đầu bộ dạng dường như rất là thất vọng. Người này không chút trần chờ liền quay người hướng phía bên ngoài bay đi, rất nhanh xuyên qua cửa đá, sau một lát lại trở về đại điện. Hắn lập tức tiến nhập vào bên trong một thông đạo khác bên cạnh và cuối thông đạo lại là một thạch thất. Trên đỉnh thạch thất là một phiến đá màu trắng viết hai chữ thuật pháp. Bóng người rất nhanh một lần nữa phá giải cấm chế tiến nhập vào bên trong cũng không mất quá nhiều thời gian bóng người một lần nữa trở ra và tiếp tục tiến nhập vào bên trong thông đạo thứ ba. Trong nháy mắt đã hơn một canh giờ trôi qua, hơn 10 thông đạo đã được xem qua ít nhất một lần, hai lông mày hắn khẽ nhíu chặt, tựa hồ không tìm được thứ mình muốn. Trước mắt bóng người có một cầu thang đen kịt, hắn thấy vậy liền chậm rãi bay vào sâu trong đó, khẽ nhìn phía trên một cái rồi từ từ bay lên. Cầu thang không hề dài, hắn rất nhanh đã bay đến phía trước, ở đó có một đại môn khổng lồ, bất chợt hai bên đại môn có hai người đang ngồi khoanh chân ngồi ở đó. Tay trái là một người mặt trắng khá mập mạp tai to mặt lớn, người mặc áo cà sa màu tím tựa hồ là một tăng nhân còn bên tay phải là một người cao gầy, da mặt khô vàng bộ dạng như mang bệnh. Tuy nhiên trên đỉnh đầu hai người này đều có ẩn hiện quang hoa, trên thân tỏa ra khí thức sâu như biển và rất rõ ràng là hai gã cường giả cấp bậc luyện hư kỳ. Hai người nhắm mắt tính tỏa tu luyện đối với mọi việc xung quanh không hề có phát giác. Thân ảnh liếc nhìn hai người, ánh mắt rất nhanh rời đi rơi vào trên cửa đá phía sau. Phía trên cửa đá xuất hiện làn sóng ánh sáng, phản chiếu những tia sáng đầy màu sắc, nhìn rõ ràng là so với cấm chế vừa rồi thì còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu như hắn đoán được không nhầm thì sau cánh cửa đá này hơn phân nửa chính là khu vực trọng yếu của lãnh diễm tông. Tàng kinh các là một nơi tồn trữ những quyển điển tịch tinh diệu nhất của tông môn vì vậy muốn phá giải cấm chế nơi này xem ra cũng không dễ dàng. Bóng người ánh mắt híp lại, dừng lại một lát rồi liền di chuyển về phía trước thân hình như có như không hạ trước cửa đại môn, cách hai gã luyện hư không đến một trường. Bên trái gã tăng nhân mặt trắng mập mạp đột nhiên lông mày khẽ nhướng lên mở mắt ra liếc nhìn chung quanh. Làm sao vậy, Linh Tê Huynh, bên phải nam tử cao gầy cũng hai mắt mở ra, mở miệng hỏi. Không có gì, tăng nhân mặt trắng quay đầu nhìn về phía nội các, thì thào tự nói. Hắn cũng không phải là thực sự phát hiện ra cái gì, chỉ là đã tu luyện qua một bí thuật đã tạo cho hắn một cảm ứng, bất quá thuật này xác suất thành công cũng không cao. Gã tăng nhân vừa nghĩ tới cấm chế cùng với hai người bọn hắn ngày đêm làm nhiệm vụ, đừng nói là hợp thể kỳ tu sĩ cho dù là đại năng đại thừa kỳ nếu là muốn ngấp nghé nơi này cũng quyết không có khả năng làm được mà không một chút tiếng động. Nghĩ đến đây tăng nhân lại chậm rãi khép hai mắt lại. Nam tử cao gầy thấy vậy cũng không để ý, cũng nhắm mắt tu luyện. Bóng người từ đầu đến cuối đứng nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, cho đến khi hai gã luyện hư kỳ tu sĩ nhắm mắt lại, lúc này đây mi tâm hắn hơi hơi động một lực lượng thần thức cường đại từ trong mắt tản mát ra nhanh chóng bao trùm ở cả tòa đại môn mơ hồ ngưng tụ thành một bức tường ngăn cách sau đó hắn há mồm phun ra một cỗ thanh khí rơi vào phía trên ánh sáng cấm chế ánh sáng cấm chế lập tức hào quang lóe lên tựa hồ như đang chống lại sự xâm nhập tản mát ra cỗ pháp lực chấn động thế nhưng bởi vì thân ở bên trong bình phong ngăn cách thần thức cho nên hai gã luyện hư kỳ tu sĩ lại không hề phát hiện điều gì thân ảnh hai tay pháp quyết biến đổi lượng thanh khí chợt giảm mà phân tán đi theo mọi hướng Cùng với màn sáng cấm chế tranh đấu làm cho ánh sáng khu vực trung tâm dần trở nên nhạt đi vài phần. Bóng người không nói hai lời thân hình nhoáng lên một cái chui vào. Tất cả tuy nhìn có vẻ phức tạp thế nhưng từ lúc hắn ra tay phá vỡ cấm chế đến lúc thân hình chui vào bên trong, trước sau bất quá chỉ một hai cái hô hấp công phu. Lúc này bức tường ngăn cách thần thức mới lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Ồ, oh, Tăng Nhân mặt trắng đôi lông mày nhíu lại một lần nữa mở ra hai mắt, đột nhiên quay đầu lại hướng phía đại môn mà nhìn lại. Đại môn mặt ngoài ánh sáng cấm chế lân tăn, tản mát ra hào quang mờ mịt, cũng không có hiện ra chút nào dị thường. Nhưng vừa rồi trong lòng rõ ràng lại hiện ra một cảm giác không hiểu thấu, tuy rằng vẫn là lóe lên tức thì, nhưng làm trong lòng không khỏi có điểm khả nghi bùng phát mà lên. Linh Tê Huynh không phải là đã phát hiện được chuyện gì chứ? Nam tử cao gầy lúc này cũng tựa hồ phát hiện có cái gì đó không đúng, vội vàng đứng dậy quay đầu lại nhìn thoáng qua đại môn sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại, một cỗ thần niệm khổng lồ hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng quét tới. Khánh đào hiền đệ, người vừa phát hiện có cái gì đó không đúng. Tăng nhân mặt trắng đi đến trước đại môn, cẩn thận dò xét hỏi. Trừ phi, có người có thể trong hai ba khắc phi độn chạy ra phạm vi bên ngoài tàng kinh các mấy trăm dặm hoặc là phá vỡ cấm chế lưu ly huyền thủy trận do lãnh diễm lão tổ tự mình bố trí, tiến nhập vào trong nội các. Nam tử cao gầy giờ phút này đã mở hai mắt ra, lắc lắc đầu, trong miệng chậm rãi nói. Hắn vừa rồi cũng phát ra thần niệm tìm kiếm thế nhưng cũng không có thu hoạch được gì. Điều này sao có thể? Xem ra cảm giác của ta bị sai rồi, tăng nhân mặt trắng nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng lắc đầu. Muốn trong hai ba khắc phá vỡ lưu ly li huyền thủy trận cũng như trong chốc lát không một tiếng động khôi phục như thường thì sợ là căn bản đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão trong tông cũng chưa chắc có thể làm được à. Chương 36: Thâu lương hoán trụ. Trong lúc hai tu sĩ luyện hư vẫn đang nghi thần nghi quỷ, bóng người kia đã xuất hiện trong một tòa điện phủ màu đen không gian trong điện đường này không lớn, chỉ khoảng hai ba mươi trường, chính giữa có một cây cột đá bằng bạch ngọc khá to, trên cột trạm khác vô số phù văn. Hào quang màu vàng nhu hòa đang lan tỏa từ trên đỉnh của cột đá, tạo thành một cái màn sáng giống như cái bát lật úp, bao phủ một khu vực vào trong. Từ bên ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong màn sáng có mười mấy cái tủ đá đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ mịt mờ, lại không thấy rõ đồ vật để bên trong, thoạt nhìn có chút thần bí. Bóng người đứng yên tại chỗ, không có cất bước tiến lên, Nhìn kỹ màn sáng màu vàng trước mắt, hai mắt ẩn hiện lam mang. Một lát sau, bóng người vung tay lên, hơn 10 đạo ánh sáng màu đen bắn ra, lại là từng cây từng cây trận kỳ màu đen, rất chính xác mà rơi vào xung quanh vòng bảo hộ màu vàng. Tiếp đó hai tay của bóng người vừa bấm pháp quyết, từng đạo cột sáng màu đen từ trong những trận kỳ vừa rồi bay ra, nối thành một mảnh trên không trung, hình thành một cái màn sáng màu đen nhạt có hình bán cầu càng lớn hơn nữa, bao phủ toàn bộ màn hào quang màu vàng vào trong màn hào quang màu vàng vốn đã chiếm cứ gần nửa không gian trong đại điện màn sáng màu đen nhạt càng là hầu như tràn ngập toàn bộ đại điện bóng người há mồm phun ra một cỗ thanh khí lên màn hào quang màu vàng định dùng cách cục phá vỡ ra một cái lỗ như lần trước kết quả vượt ra ngoài ý định là ngay khi thanh khí thật khó khăn ăn mòn ra một cái lỗ thủng cỡ lòng bài tay bề mặt màn hào quang lập tức tỏa sáng hào quang vô số ánh sáng màu vàng mịt mờ bỗng nhiên xuất hiện bất ngờ bao vây đoàn thanh khí này lại cùng lúc đó những phù văn được chạm khắc trên trụ đá bằng bạch ngọc giữa màn hào quang đột ngột sáng ngời. Mặt ngoài của màn hào quang màu vàng có ánh sáng lóe lên, vô số tia sáng cực nhỏ màu vàng chói mắt hiển hiện, quấn lấy đoàn thanh khí kia, sau đó hung hăng siết chặt. Thanh khí lập tức bị cắt vụn thành vô số khối bay tán loạn ra, mà ánh sáng màu vàng mịt mờ cũng nhanh chóng biến mất, lỗ thủng vừa mới xuất hiện cũng bị lấp đầy như lúc ban đầu. Bóng người trông thấy cảnh này vậy mà thở ơ, dường như không có kinh ngạc chút nào, Ánh mắt của bóng người nhìn chằm chằm vào trụ đá bằng bạch ngọc hồi lâu, lại lật tay lấy ra hơn 10 cán trận kỳ màu sắc khác nhau. Bóng người vung tay lên, toàn bộ trận kỳ đều lơ lửng giữa không trung, xếp đặt thành một cái trận thế quái dị có hình bầu dục, nhìn như lộn xộn nhưng lại ẩn chứa huyền diệu. Tùy theo hai tay của bóng người nhanh chóng bấm pháp quyết, trong tay cũng lóe lên hào quang màu đen không ngừng. Hơn 10 cán trận kỳ cũng tùy theo nở rộ các loại ánh sáng màu sắc khác nhau, giống như từng đạo mũi thương, nhao nhào đánh lên màn hào quang màu vàng những ánh trận kỳ này giống như những cây đinh vậy, chui vào trong màn hào quang màu vàng, quây thành một khu vực cỡ hơn một trường. Ánh sáng trên bề mặt màn hào quang màu vàng nhấp nháy, khiến cho tốc độ tiến tới của trận kỳ bị cản trở thật lớn, đồng thời một cỗ pháp lực chấn động có chút mãnh liệt cũng lan ra. Nhưng những chấn động này hơi chạm một chút lên bên ngoài màn sáng nhạt màu đen thì lại giống như trâu đất xuống biển vậy, biến mất vô tung, không có chút nào có thể tỏa ra bên ngoài được. Theo âm thanh chú ngữ mờ ảo trong miệng của bóng người truyền ra, hào quang trên bề mặt của hơn 10 cán trận kỳ sáng ngời, tốc độ tăng thêm, rốt cuộc hoàn toàn ghim vào trong màn hào quang. Sau một khắc, khu vực cỡ hơn một trượng bị trận kỳ bao phủ, tia sáng màu vàng trên bề mặt nhanh chóng yếu ớt đi. Bóng người lập tức há mồm phun ra một cỗ thanh khí lên phiến khu vực này. Màn hào quang ảm đạm không còn sức ngăn cản, trong nháy mắt bị thanh khí ăn mòn hơn phân nửa. Tuy vậy toàn bộ phù văn ngay giữa trên trụ đá bằng bạch ngọc, giờ phút này lại đều bắt đầu nổi lên, những khu vực khác trên màn hào quang màu vàng cũng đều tỏa sáng hào quang, càng nhiều ánh sáng màu vàng mịt mờ hiện lên, giống như sóng giữa đánh tới khu vực đang bị hơn 10 cán trận kỳ bao phủ, thế nhưng lại bị trận kỳ ngăn chặn gắt gao. Pháp lực chấn động kịch liệt lan ra, bị màn sáng màu đen ở chung quanh ngăn lại, có điều pháp lực chấn động lần này thực sự quá kịch liệt, màn sáng màu đen cũng tùy theo ông ông run rẩy lên, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, dường như có chút chịu không nổi. May mà, sau hai ba cái hô hấp, mảnh khu vực cỡ hơn một trượng kia đã bị thanh khí ăn mòn ra một cái động lớn. Bóng người vội vàng phóng nhanh như điện vào trong, rơi gần trụ đá bằng bạch ngọc, há mồm phun ra một cỗ khí đen nồng đậm bao trùm cột đá, đồng thời hai tay bấm pháp quyết, từng đạo pháp quyết màu đen bắn ra, rơi lên cột đá. Hắc khí nhanh chóng lan tràn trên cột đá, nhuộm những đồ án phù văn ở bên trên thành màu đen. Hào quang trên cột đá lập tức nhanh chóng ảm đạm, ánh sáng mịt mờ đang kích động mãnh liệt trên màn hào quang màu vàng cũng chậm rãi biến mất hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Bóng người vung tay khẽ vẫy, hơn 10 cán trận kỳ từ trong màn hào quang xông ra, bay vụt trở về trong tay người này, bị hắn thu vào. Ngay lập tức bóng người lại lật tay lấy ra một sấp trận kỳ màu vàng, hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng bắn ra, từ phía trong đánh lên màn hào quang màu vàng. Những trận kỳ này không chút trở ngại mà chui vào trong màn hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ màn hào quang màu vàng hơi hơi gợn sóng một cái, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, lỗ thủng hơn một trượng vừa bị thanh khí ăn mòn lúc nãy cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Lúc này bóng người mới quay đầu, nhìn về phía hơn 10 cái tủ đá phân bố tại chung quanh cột đá kia. Từng tủ đá rõ ràng đều bị một tầng màn hào quang màu đỏ thẫm bao phủ. Bóng người đi đến trước một cái tủ đá, không chút do dự há mồm phun ra một cỗ thanh khí lên bề mặt màn hào quang, khu vực đó lập tức chấn động kịch liệt, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng nhạt đi, mắt thấy đã sắp bị phá bỏ. Vào thời khắc này, trên bề mặt của màn ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên hiện ra tinh quang màu trắng lốm đốm, hào quang hai màu đỏ trắng hòa lẫn, lập tức chặn sự ăn mòn của thanh khí lại. Cùng lúc đó, sâu trong đại điện vang lên một hồi tiếng chuông chói tai. Hư không chung quanh bóng người chấn động một trận, dường như cũng bị giật mình. Nhưng sau một khắc, có tiếng chú ngữ gì rầm trong miệng hắn truyền ra, bàn tay bắt đầu biến hóa liên tục. Đoàn thanh khí kia lập tức bắt đầu cuồn cuộn, biến ảo ra các loại hình dạng, nhanh chóng tấn công vào cấm chế hai màu đỏ trắng thế nhưng mặc cho thanh khí biến ảo ra sao cũng không cách nào đột phá bóng người chợt vẫy tay một cái quyết đoán triệu hồi thanh khí sau đó hai ngón tay điểm lên mi tâm một cái mi tâm đột nhiên xuất hiện một vệt màu đen sau đó vỡ ra hiện ra một cái con mắt đen xì như mực con mắt xoay tròn một chút bên trong ẩn hiện phù văn màu đen hiu u u một đường ánh sáng màu đen to bằng ngón tay từ trong con mắt bắn ra lóe lên lập tức đụng vào cấm chế bên ngoài tủ đá Cấm chế hai màu đỏ trắng gặp phải ánh sáng màu đen này lại giống như giấy vậy, lập tức bị xuyên thấu, phanh một tiếng vỡ vụn ra. Mi tâm của bóng người lóe lên tinh quang, tản mát ra một cỗ lực lượng thần thức khổng lồ, hơn nữa phân chia ra thành hơn 10 phần, mỗi phần chui vào trong một khối ngọc giản, nhanh chóng dò xét nội dung bên trong. Mà theo tiếng chuông vừa rồi vang lên, cấm chế bên ngoài tàng kinh các lập tức bắt đầu điên cuồng lóe lên, phát ra trận trận thanh âm cảnh báo. Không tốt, có người xâm nhập tàng kinh các rồi là ai to gan lớn mật như vậy, đúng là muốn chết. Chẳng lẽ là kẻ trộm vừa lẻn vào thiên phù đường ba ngày trước? Tùy theo từng tiếng gào thét truyền đến, từng cái thân ảnh từ mọi hướng hội tụ tới tàng kinh các. Đã có vết xe đổ là thiên phù đường, những kẻ tuần tra này không chút do so dự, một mặt phái người truyền tin cho cao tầng trong tông môn, mặt khác mấy tên đội trưởng có thực lực mạnh nhất lập tức xông vào tàng kinh các. Trong đêm tối, các nơi trong lãnh diễm tông cũng nhao nhao có hào quang sáng lên, bắt đầu trở nên bạo động kẻ trước nhất kịp phản ứng thật ra là trong các trước cửa hai gã tu sĩ luyện hư kia cảnh báo vừa vang lên hai người lập tức nhảy dựng lên trên mặt lộ ra vừa kinh sợ vừa phẫn nộ vậy mà thực sự có người tại dưới mí mắt của bọn họ lẻn vào trong các chẳng lẽ thật sự là tu sĩ đại thừa kỳ cái ý niệm này bất chợt lóe lên trong đầu hai người một cái nhưng giờ phút này cũng bất chấp mọi thứ mỗi người lập tức lấy ra một khối ngọc phù một khối hình dạng như loan nguyệt một cái khối khác lại có hình vừa tròn lại dẹp hai khối ngọc phù ghép lại với nhau tạo thành một cái hình tròn nguyên vẹn không nói hai lời dán lên một chỗ trên cửa lớn cấm chế như nước gợn trên cửa lập lòe hào quang nhanh chóng biến mất cửa đá ầm ầm mở ra hai người không nói hai lời bay vụt mà vào trông thấy màn sáng màu đen nhạt ở bên trong hai người đúng là khẽ giật mình tăng nhân mặt trắng nhanh chóng suy tính bất chợt cắn răng một cái lật tay lấy ra một cái pháp bảo giống như tấm kính hình tròn tay gã bấm pháp quyết ánh sáng màu xám trên kính tròn lóe lên phun ra một chùm tia sáng màu xám trắng thật to, đánh lên màn sáng màu đen, tiếng nổ vỡ đinh tai nhức óc chợt vang lên. Màn sáng lập tức cuồn cuộn kịch liệt, giống như nước gợn phập phồng kịch liệt, thế nhưng lại không có lập tức bị đánh tan. Hầu như là cùng một lúc, trên thân nam tử cao gầy cũng có bốn chuôi phi kiếm màu xanh bay ra, xoay quanh một cái, biến thành bốn đóa hoa sen màu xanh. Vô số kiếm khí màu xanh bất chợt từ trong bốn đóa hoa sen màu xanh bắn ra, nhao nhao chém lên màn sáng màu đen phốc phốc, cuối cùng màn sáng màu đen cũng chống đỡ không nổi, bị xé nứt ra, lộ ra tình huống bên trong. Lớn mật tạc tử, hai gã tu sĩ luyện hư trông thấy bóng người màu bạc nhạt như ẩn như hiện ở bên trong, trong lòng buông lòng, đồng thời không khỏi vừa thẹn vừa giận. Khí tức tỏa ra từ bóng người này, chẳng qua chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Nhưng mà người này lại không có chút nào để ý tới hai cái tu sĩ luyện hư bên ngoài, giờ phút này hắn vừa mới xem xong những ngọc giản trong cái tủ đá thứ nhất, Thân ảnh nhoáng một cái, đi tới một cái tủ đá khác ở bên cạnh. Hắn y theo cách cũ, trong con mắt trên mi tâm bắn ra một đạo ánh sáng màu đen, đánh nát cấm chế chung quanh tủ đá, sau đó hết sức thông dong thả ra thần thức, lần nữa thăm dò vào những ngọc giản trong tủ đá. Chương 37, thoát thân, tiểu tặc láo tét, có gan đến trộm bí tịch của Lãnh Diễm Tông, chịu chết đi. Tăng nhân trắng mập và nam tử cao gầy trừng mắt gầm lên giận dữ. Tăng nhân lấy ra một khối ngọc bài màu vàng, ném mạnh một cái. Xoẹt, mặt ngoài ngọc bài bắn ra một đạo hoàng mang phủ lên bề mặt kim cháo. Màn sáng lập tức chia ra từ giữa, lộ ra thông đạo rộng chừng hai trượng. Hai người lao tới đạo thân ảnh kia, nhưng vào lúc này, bóng người chợt khoát tay, tụng niệm chú ngữ, một ngón đưa ra. Một đạo hắc quang theo đầu ngón tay bắn ra, đánh vào ngọc trụ màu trắng khiến phủ văn cấm chế sáng rực như pháo hoa. Vô số hào quang màu vàng lóe lên, cuốn lấy hai tu sĩ luyện hư ở giữa không chung với tốc độ nhanh như tia chớp cả hai nhất thời như sa vào vũng lầy thân thể trở nên nặng nề gấp trăm lần khiến việc giơ tay nhấc chân thoáng chốc trở nên vô cùng khó khăn không tốt trận pháp đã bị động tay động chân nam tử cao gầy thốt lên kinh hãi người cuối cùng là người phương nào làm sao có thể điều khiển cấm chế ở đây tăng nhân mặt trắng diện mục âm trầm quát lên giận dữ bóng người không để chút nào thần thức nhanh chóng tiến vào ngọc giản hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết đánh vào cột đá màu trắng hào quang màu vàng cuộn lên như một cơn lốc lấy hai tu sĩ luyện hư làm trung tâm giam cầm bọn họ vào giữa hai người gầm lên giận dữ ra sức giấy ruộng đồng thời huy động pháp bảo đánh ra từng đạo hào quang cùng kiếm khí nhằm thoát khỏi trói buộc thế nhưng mặc họ tấn công mạnh mẽ thế nào cũng không thể rời đi nửa bước cả hai vừa tức vừa vội cấm chế màu vàng kia vốn dùng để đối phó với kẻ thù xâm nhập hôm nay chẳng biết tại sao lại trở thành phiền toái thật lớn trói buộc bọn họ đúng vào lúc này bảy tám thân ảnh từ ngoài sông vô chính là nhóm đội trưởng hóa thần đang đi tuần tra. Nhìn thấy tình huống bên trong, cả đám không khỏi há mồm trợn mắt. Có điều bọn họ cũng phản ứng rất nhanh, đồng loạt tế ra từng kiện pháp bảo công kích cấm chế Hoàng Hà, ý đố phá vây giải thoát cho hai tu sĩ luyện hư. Dừng tay, đừng tấn công, tăng nhân trắng mập biến sắc, vội vàng la lớn, có điều đã muộn, ngay khi bảy tám đạo hào quang đánh tới, cấm chế lập tức rung động. Chỉ nghe vài tiếng phốc phốc, bảy tám tia sáng bắn ra như chớp, cuốn lấy bọn họ sau đó giật mạnh kéo tuột cả bọn vào trong màn sáng. Những người này tu vi không bằng hai vị trưởng lão luyện hư, lúc này bị hào quang phủ lên càng không thể cửa quẩy. Đáng chết, tăng nhân trắng mập gào thét, các ngươi đã báo lại tình huống ở đây chưa? Nam tử cao gầy hỏi nhóm đội trưởng tuần tra, đã, truyền tin, nhóm tu sĩ hóa thần mở miệng cũng rất khó khăn. Hai vị tu sĩ luyện hư nghe vậy mới khẽ thở ra, quay đầu quan sát bóng người bên ngoài. Hắc y bí ẩn vẫn đang phá vỡ cấm chế tủ đá để xe từng khối ngọc giản, tốc độ cực nhanh. Chỉ qua một lát, hắn đã xem qua phân nửa điển tịch. Hai người dù rất lo lắng thế nhưng đang bị cấm chế vây khốn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, thúc thủ vô sách. Người phương nào lớn mật như thế, đúng vào lúc này, một tiếng thét tựa như sấm rền từ ngoài truyền đến với khí thế bài sơn đảo hải khiến cho đại điện rung lắc dữ dội. Hào quang màu vàng cũng bị tiếng thét này làm cho rung chuyển. Bóng người đứng trước tủ đá dừng lại đôi chút, sau khi nhìn thoáng qua tình hình bên ngoài, mắt hắn đại phóng hắc quang u u mấy đạo ô quang bắn ra đồng loạt đánh nát cấm chế ở ba tủ đá hắn chưa đọc tới oanh một bóng người màu đỏ từ đại môn vụt đến là một đại hán tóc đỏ người này thân cao hai trượng hùng tráng như một thiết tháp y vận pháp bào đỏ thấm phía trên bừng lên hỏa diễm hừng hực khiến cho nhiệt độ bên trong đại điện tang vọt trong nháy mắt uy áp khổng lồ trên người đại hán lan ra rõ ràng là một đại năng hợp thể kỳ tặc tử nạp mạng đi đại hán tóc đỏ quét mắt nhìn qua bóng người ánh mắt tựa như thiếu đốt, trong miệng gầm lên giận dữ. Tay y vung chảo, một thanh cự kiếm bắn ra, nhoáng cái phóng lớn tầm hơn 10 trượng, mang theo khí thế rời núi lấp biển đánh lên vòng bảo hộ màu vàng. Vô số hào quang bắn ra, ý đồ đón đỡ cự kiếm thế nhưng lập tức bị ngọn lửa trên kiếm thiêu đốt. Phiền toái, cự kiếm chém mạnh xuống vòng bảo hộ, để lại vô số vết nứt nhưng một kích này chưa không thể đánh vỡ hoàn toàn quang cháo. Đúng vào lúc này, bóng người thần bí phất tay lên, phát ra một cỗ hấp lực ngọc giàn trên ba tủ đá lập tức bay vụt đến rơi vào tay hắn đại hán tóc đỏ thấy vậy không khỏi giận dữ lập tức bấm niệm pháp quyết cự kiếm hỏa diễm đột nhiên biến lớn hỏa diễm bùng lên càng thêm dữ dội vòng bảo hộ màu vàng kêu phanh một tiếng hoàn toàn vỡ vụn hai tu sĩ luyện hư cùng nhóm tu sĩ hóa thần rốt cuộc cảm thấy nhẹ nhóm khôi phục tự do cự kiếm hỏa diễm chỉ thoáng dừng lại sau đó tiếp tục chém xuống bóng người màu đen bóng người ngẩng lên mi tâm phát sáng Bên trong hiện ra vô số phù văn màu đen. Một đạo ô quang thô to bắn ra, đánh lên cự kiếm. Phanh, ô quang bạo liệt, cự kiếm lập tức bị chặn đứng, không gian chung quanh ông ông rung động, khiến cho cự kiếm cách nào rơi xuống. Phá diệt pháp mục, đại hán tóc đỏ cả kinh, bóng người bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, thân thể hiện lên mảng lớn điện quang màu tím, lan rộng ra xung quanh, tạo thành một pháp trận lôi điện. Pháp trận phát sáng rực rỡ đồng thời truyền ra tiếng sấm nổ mạnh khiến cho bóng người dần trở nên mơ hồ. Chạy đi đâu? Đại hán tóc đỏ gầm lên giận dữ. Cự kiếm hỏa diễm lần nữa bùng lên, thân kiếm khẽ run, một phân thành hai. Một đạo kiếm ánh giống hệt cự kiếm thình lình chém xuống phá trận, tốc độ nhanh gấp mấy lần so với bản thể. ầm, um, ánh sáng màu đỏ bạo liệt, một luồng khí lưu cuồng bạo tỏa ra chung quanh. Hai tu sĩ luyện hư loạn choạng phải lui về sau mấy bước mới có thể đứng vững trở lại bảy tám đội trưởng hóa thần trực tiếp quỳ phục xuống đất linh quang hộ thể không ngừng run rẩy căn bản không thể đứng yên ánh sáng màu đỏ tán đi mặt đất bị chém thành cái rãnh thật lớn có điều bóng đen cũng đã biến mất tất cả mọi người biến sắc hai mặt nhìn nhau nhìn lại đại hán tóc đỏ chỉ thấy mặt y trở nên xanh mét lửa giận trong mắt bốc lên ngùn ngụt vào lúc này bên trong động phủ của hàn lập trên mặt đất có khắc một đại trận màu tím điện mang từ đó xẹt ra xung quanh họ hàn nhắm nghiền hai mắt khoanh chân ngồi bên đại trận. Đại trận màu tím đột nhiên sáng ngời, tản ra điện quang chói mắt. Một bóng người đen kịt từ đó hiện ra, Hàn Lập mở mắt, tỏ vẻ vui mừng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hắc khí nhanh chóng tiêu tán, lộ ra một giáp sĩ lập lòe ngân quang, hai mắt đờ đẫn, lại là một đạo phù binh. Thân thể giáp sĩ lúc này đã bị đánh nát hơn nửa, khí tức yếu ớt gần như chuẩn bị tan vỡ. Hàn Lập vẫy tay, hai ba mươi khối ngọc giản từ thân giáp sĩ bắn ra, rơi vào tay hắn họ hàn thu lấy tất cả sau đó điểm lên mi tâm của nó chỉ thấy hát quang lóe lên một viên ngọc màu đen lớn bằng quả trứng gà từ đó bay ra bên trong ẩn chứa khí lưu màu bạc chậm rãi lưu động cùng lúc đó thân thể giáp sĩ sáng lên hình thể tan vỡ hóa thành một tấm phù lục màu tím không còn nguyên vẹn rơi xuống phù lục màu bạc chính là giáp nguyên phù còn lá bùa màu tím chính là thái nhất hóa thanh phù là thứ hàn lập lấy trộm tài liệu ở thiên phù đường mấy ngày trước để luyện thành đáng tiếc giáp nguyên phù đã bị hư tổn quá nặng, không thể sử dụng được nữa. chương 38, Liệu ám hoa minh, Hàn lập một tay thu hồi hai tấm phù lục sau đó khoanh chân ngồi xuống và khẽ dùng hai ngón tay kẹp lấy hạt châu màu đen áp vào giữa chán. Từng sợi khói màu bạc từ thân ngọc bài bay ra, quay quanh mi tâm của hắn sau đó chui vào bên trong. Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra những sợi khói màu bạc kia rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều so với ruồi muỗi chính là những điển tịch công pháp bí thuật mà Giáp Nguyên Phù nhìn chúng ở tàng kinh các được lãnh diễm tông tích lũy trong nhiều năm qua. Nội dung ẩn chứa bên trong rất nhiều, dù lực lượng thần hồn của Hàn Lập vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không thể đọc hết toàn bộ ngay tức khắc. Có điều hắn cũng không vội mà vẫn từ từ nghiên cứu. Thời gian trôi qua từng chút một, Hàn Lập từ đầu đến cuối tĩnh tọa bất động, hắn đã ngồi vậy suốt ba ngày ba đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ tư, họ Hàn mới chậm rãi mở to hai mắt đồng thời khẽ nhíu mày. Những điển tịch này mặc dù có chút tinh diêu, một số ý tưởng khiến cả Hàn Lập cũng không nhịn được phải gật gù tán thưởng thế nhưng những thứ này lại không có nhiều tác dụng với hắn lúc này. Hàn Lập lắc đầu thu hồi hạt châu màu đen sau đó vung tay áo một cái. Mặt đất xuất hiện 30-40 khối ngọc giản chính là những thứ mà giáp nguyên khôi lỗi đã lấy được. Ánh mắt của hắn chậm chậm đảo qua số ngọc giản này, thần sắc có chút phức tạp. Hắn hy vọng có thể tìm được cái gì đó hữu dụng. Nghĩ như vậy Hàn Lập liền cầm lên một khối ngọc giản, thần thức từ từ thăm dò vào bên trong. Một ngày nhanh chóng trôi qua, khi thần thức của Hàn Lập đảo qua khối ngọc giản cuối cùng, ánh mắt của hắn lộ ra một tia thất vọng không thể che giấu. 34 người khối ngọc giản này phần lớn ghi chép một ít cao dài công pháp huyền ảo thế nhưng không có cái nào mang lại tác dụng với hắn. Hàn Lập cười khổ một tiếng, bản thân mạo hiểm xâm nhập cấm địa của lãnh diễm tông, lấy đi vô số điển tích khiến cho toàn bộ tông môn chấn động thế nhưng kết quả vẫn là tay trắng. Hắn lắc đầu, Khẽ vỗ tay áo, chuẩn bị tiêu hủy số khối ngọc giản này đi. Mặc dù hắn đã kiểm tra qua, số ngọc giản này không có cấm chế truy tung gì cả. Thế nhưng linh hoàn giới này là nơi xuất hiện tiên thiên tử khí cổ quái kỳ lạ cho nên chẳng thể đảm bảo không có đồ vật kỳ lạ nào đó mà ngay đến hắn cũng không thể phát hiện được. Cách tốt nhất là nên hủy đi. Ồ, Hàn Lập khẽ giật mình, hơn 30 khối ngọc giản biến thành một đống bột mịn thế nhưng một tấm ngọc giản trong đó lại không tổn hại chút nào. Hắn suy nghĩ một chút, Hiếu Kỳ cầm lấy ngọc giản trên tay nhìn kỹ hơn. Cái phất tay hời hợt vừa của hắn có thể đánh nát một khối tinh thiết vậy mà một khối ngọc giản nho nhỏ vẫn có thể không chút hư hao. Có điều ngọc giản này cũng không có gì kỳ lạ mà chỉ là một miếng ngọc được chế tạo vô cùng bình thường bên trong có ghi lại nội dung một loài công pháp mà hắn cũng đã nhìn qua. Chẳng qua chỉ là một công pháp luyện thể thích hợp với tu sĩ luyện hư mà thôi. Hàn lập nhìn khối ngọc giản trên tay đồng thời vận sức bóp nhẹ bề mặt ngọc giản chợt xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt chặn lại lực đạo của bàn tay hắn ánh mắt hắn hơi sáng lên dừng tay lại tinh quang kia cũng lập tức biến mất theo vật này quả nhiên có điều huyền diệu hắn có thể cảm ứng được tinh quang kia cũng không phải là cấm chế dùng để truy tung hàn lập nhìn qua ngọc giản trong tay tâm niệm vừa động thần thức lại một lần nữa thăm dò ngọc giản này hẳn có bí mật nào đó nhiều khả năng bên trong ghi lại công pháp không phải tầm thường mà hắn không phát hiện ra kết quả dù đã nhiều lần xem kỹ nội dung bên trong từ đầu tới cuối, thậm chí còn thử tu luyện một chút, hắn vẫn không thể phát hiện được gì. Chẳng lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều, hàn lập lầm bẩm nhưng chưa từ bỏ ý định, mi tâm lóe hiện tinh quang, một cỗ thần thức khổng lồ bắn ra bao quanh ngọc giản tỉ mỉ tra xét từng tí một. Ngay lúc này, trên ngọc giản tinh quang lần nữa hiển hiện, tản mát lực hút không ngừng thôn vệ thần thức khổng lồ của hắn. Ngay sau đó trên bề mặt ngọc giản hiện ra một chút kim quang hàn lập thoạt tiên giật mình sau đó chuyển sang vui mừng không vội thu hồi thần thức mặc cho ngọc giản này thôn phệ theo thời gian trôi qua sắc mặt của hắn dần dần có chút kinh nghi ngọc giản trước mặt tựa như cái động không đáy cắn nuốt gần như một phần năm thần thức của hắn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại kim quang tỏa ra cũng đã bắt đầu thay đổi kích thước tuy rằng thần thức của hắn bị hao tổn chỉ còn lại chừng một thành so với lúc toàn thịnh nhưng vì tu luyện công pháp đặc thù nên vẫn không kém tiên nhân tầm thường bao nhiêu vậy mà khối ngọc giản này lại có thể thôn vệ lực lượng thần thức nhiều như vậy tuy không tránh khỏi bỏ ra không ít thời gian để khôi phục nhưng sau một hồi suy tính hắn vẫn tiếp tục để cho ngọc giản tiếp tục cắn nuốt một lát sau một màn kinh người xuất hiện kim quang xung quanh ngọc giản càng ngày càng nhiều cũng tràn ngập đầy cả khối ngọc và dần dần tạo thành đồ án hình bắt đầu thất tinh màu vàng óng cũng ngay lúc này ngọc giản tản ra cỗ lực lượng thôn vệ cũng đột nhiên kết thúc. Hàn lập nhẹ nhàng thở ra thần sắc vui mừng cầm lấy ngọc giản mới này thần thức lại một lần nữa thăm dò vào bên trong khiến hắn không khỏi trợn tròn hai mắt. Trong ngọc giản, giờ phút này nội dung bên trong cũng hoàn toàn cải biến, ban đầu có vô số chữ nhỏ màu vàng giờ đây đã thay thế bằng kiểu chữ màu vàng lớn. Cái này, Hàn lập khẽ giật mình, vội vàng nhanh chóng đọc, trọn vẹn sau một khắc đồng hồ, hắn mới ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Trong ngọc giản ghi lại là một môn bí pháp luyện thể, tên là tiểu bắc đầu tinh nguyên công. Theo nội dung mà lãnh diễm lão tổ lưu tại thì công pháp này vốn không thuộc về linh hoàn giới mà có nguồn gốc từ công pháp tiên gia, là thứ mà y tìm ra sau khi phi thăng nên đã cố ý truyền về hạ giới. Đáng lưu ý là, phương pháp tu luyện của nó không dựa vào thiên địa linh lực mà là thông qua việc ngưng tụ lực lượng tinh quang rèn luyện thân thể. Toàn bộ công pháp chia làm 7 tầng, mỗi khi luyện thành một tầng liền có thể ngưng tụ thành ra một huyền khiếu, sau khi viên mãn bảy tầng lập tức có thể ngưng tụ bảy đại huyền khiếu và luyện thành chân cực chi khu từ đó tu thành huyền tiên được nhắc đến trong truyền thuyết. Giờ phút này, biến dị của nguyên anh khiến hắn không cách nào sử dụng thiên địa linh khí để tu luyện thế nhưng nếu là lực lượng tinh quang có lẽ có thể thử qua một lần. Có điều Lãnh Diễm lão tổ cũng cảnh báo khi lấy lực lượng tinh quang tôi luyện, mỗi thời khắc đều phải chịu thống khổ đau đớn mà nó gây ra. Lại thêm công pháp này cũng không phải công pháp chính thống tuy rằng có thể nhanh chóng cường hóa nhục thân thế nhưng pháp lực tu vi thì không một chút tinh tiến nếu không phải là kẻ tìm đường sống trong chỗ chết thì không có ai nguyện ý tu luyện hơn nữa về sau còn phải đi theo con đường huyền tiên vốn dĩ gian nan nhiều lần so với tiên nhân bình thường quan trọng nhất công pháp này không chỉ yêu cầu nhục thân mạnh mẽ làm cơ sở mà còn cần đến vào thần thức cường đại để dẫn dắt lực lượng tinh quang nhập thể cho nên tu sĩ với thần thức không đủ cường đại cũng không có cách nào tu luyện công pháp này Lãnh diễm lão tổ thời điểm lưu truyền công pháp này từ tiên giới đã thiết lập cấm chế đặc thù bên trong ngọc giản, cho nên chỉ có người có thần thức đủ mạnh mới có thể nhìn thấy nội dung của tiểu bác đầu tinh nguyên công. Hàn lập nắm chặt ngọc giản, trong lòng có chút hưng phấn, rất có cảm giác buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tiểu bác đầu tinh nguyên công này phảng phất giống như tạo ra là để cho hắn, mặc dù trên ngọc giản nói tu luyện dị thường thống khổ thế nhưng vẫn không khiến hắn do dự chút nào. Nhưng vào thời khắc này ngọc giản trong tay chợt vỡ vụn ra, hóa thành một đoàn kim quang chói mắt. Hàn Lập thấy vậy, con người chợt co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lên. Kim quang lơ lửng giữa không trung, hơi vặn vẹo, hóa thành một bóng người vàng óng giống một nam tử trung niên khôi ngô, khuôn mặt đoan chính, có chút sâu quai nón tạo cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm. Hàn Lập không khỏi giật mình. Người trước mắt này chính là lãnh diễm lão tổ mà hắn nhìn thấy từ bức họa chân dung. Tốt, 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 một phen tâm huyết của ta cuối cùng không uổng phí, rốt cục đã có người có thể phá giải cấm chế này. Ngươi là đệ tử của ngọn núi nào? Tên gọi là gì? Lãnh diễm lão tổ nhìn về phía Hàn Lập, mỉm cười hòa ái. Tại hạ, hà, Hàn Lập suy nghĩ, ý định tạm thời nói cho qua chuyện. Người trước mắt này hiển nhiên chỉ là phân thân do thần thức biến thành thế nhưng cũng tạo cho hắn có cảm giác áp bách không nhỏ, chỉ sợ chiến lực không thể coi thường. Ồ, lãnh diễm lão tổ trở động khẽ một tiếng, cắt đứt lời nói của Hàn Lập, ánh mắt dò xét theo đó trở nên lạnh lẽo. Trên người của ngươi tại sao không có khí thức công pháp bản tông? hẳn là không phải nội môn đệ tử đích truyền giọng nói của lãnh diễm lão tổ lạnh thêm vài phần khởi bẩm tiền bối tại hạ vừa mới gia nhập tông môn làm khách khanh trưởng lão chưa kịp tu luyện qua bất kỳ công pháp nào của tông môn hàn lập trong lòng khẽ động vội vàng đáp lại khách khanh trưởng lão ngoại môn trưởng lão sao lại có được ngọc giản tiểu bắt đầu tinh nguyên công lãnh diễm lão tổ lạnh giọng quát lớn hàn lập không khỏi nhất thời nghẹn họng lãnh diễm lão tổ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía dưới chân hàn lập nơi đó có một đống bột phần óng ánh. Hàn Lập thấy vậy tuy ngoài mặt không chút thay đổi thế nhưng trong lòng thầm hô một tiếng không xong. chương 39, dặn dò, hư ảnh do lãnh diễm lão tổ biến thành vung tay. Một cỗ hào quang màu vàng tuôn ra cuốn lấy vụn nát trước người Hàn Lập, tạo thành một đoàn kim quang trôi nổi trước mặt. Những thứ này đều là công pháp bí truyền của bổn tông, sao lại rơi vào tay các hạ? Chẳng lẽ ngươi lẻn vào tàng kinh các trộm đồ hay sao? Lãnh diễm lão tổ đột nhiên ngừng đầu, lạnh giọng hỏi tuy rằng số ngọc giản kia đã bị hàn lập đánh nát nhưng đối với lão chỉ cần một chút dấu vết là đủ đoán ra nội dung bên trong lãnh diễm đạo hữu không cần tức giận ta nhất định sẽ cho các hạ một câu trả lời thỏa đáng cho chuyện này hàn lập nghĩ nghĩ một chút sau đó dõng rạc nói ra lớn mật lại dám xưng hồ ngang hàng với lão phu lãnh diễm lão tổ nghe vậy lập tức giận dữ không biết lão làm thế nào mi tâm đột nhiên đại phóng kim quang vô số gợn sóng cuộn tròn trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa hoa lớn chừng một trường. Kim hoa chậm rãi xoay tròn, trung tâm nụ hoa lóe hiện hào quang, bắn ra một cột sáng màu vàng gần như trong suốt về phía Hàn Lập với tốc độ nhanh không tưởng nổi. Những nơi mà nó đi qua, hư không vốn như mặt nước phẳng lặng bắt đầu nổi lên từng đợt dao động. Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không buồn tránh né, chỉ khẽ ngẩng đầu. Mi tâm lóe hiện tinh quang, đồng dạng bắn ra gợn sóng vô hình, đón đỡ cột sáng màu vàng kia. Một tiếng phúc khe khẽ, hư không rúng chuyển, nổi lên một vòng gợn sóng cột sáng màu vàng như bị đập tan tầng tầng gợn sóng vụn vỡ tán loạn tất cả diễn ra chỉ trong nhát mắt quần áo trên người hàn lập chỉ thoáng lay động vài cái còn lại thân thể không bị tổn hại chút nào khóe miệng nở ra ý cười nhàn nhạt làm sao có thể các hạ cũng là tiên nhân hạ phàm sao giọng nói của lãnh diễm lão tổ có chút run rẩy lộ rõ sự ngạc nhiên tuy đây chỉ là hư ảnh do đạo thần niệm của lão biến thành hơn nữa một kích ban nãy vẫn chưa sử dụng toàn lực thế nhưng dù là tu sĩ đại thừa cũng không có khả năng đón đỡ một cách nhẹ nhàng như vậy nói gì đến tu sĩ nguyên anh điều này chỉ rõ một vấn đề thần thức của hàn lập gần như không thua gì lão lãnh diễm đạo hiếu hiện tại có thể nghe tại hạ nói một hai câu không hàn lập nhàn nhạt hỏi lại các hạ nói xem vì sao đã thành tiên nghiệp lại đến hạ giới đánh cắp điển tịch lão phu truyền lại lãnh diễm lão tổ suy nghĩ một lúc mặc dù có chút không vui thế nhưng ngữ khí đã trở nên hòa hoãn không ít. Hàn mỗ bởi vì một chút duyên cớ, ngẫu nhiên lạc đến linh hoàn giới này, không hề có ác ý với quý tông. Chỉ là tại hạ hiện mang thương tích bên người, trong tay lại không có đan dược phù hợp, mới đến nơi đây mượn xem một ít điển tịch để tham tường đôi chút. Hàn lập từ tốn giải thích, thì ra là như vậy, không biết hàn đạo hữu trước kia là nhân sĩ nơi nào ở tiên giới. Lãnh diễm lão tổ ngoài miệng nói vậy thế nhưng ánh mắt lập lè, hiển nhiên vẫn không hoàn toàn tin tưởng lý do của hắn. Hàn mỗ tạm thời cư trú ở đây, sẽ không gây ra chuyện gì bất lợi với quý tông. Về phần lai lịch của tại hạ, đạo hữu cũng không nên hỏi đến làm gì. Hàn lập cười như không cười đáp lại. Lãnh diễm lão tổ hừ nhẹ một tiếng. Hàn lập, một vị tiên nhân không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện ở linh hoàn giới, làm sao lão có thể không hỏi cặn kẽ cho được. Nhưng nếu đối phương không nói, chỉ dựa vào phân thân do thần niệm biến thành này cũng căn bản không biết làm sao. Đạo hữu yên tâm, lần này tại hạ coi như nhận của đạo hữu một phần nhân tình. Hàn mỗ có thể cam đoan, nếu lãnh diễm tông gặp phiền toái gì, ta sẽ ra tay tương trợ một lần. Hàn lập nói ra một cách điềm tĩnh, hàn đạo hữu nói thật chứ, lãnh diễm lão tổ nghe vậy không khỏi động tâm. Tuy lão thân ở tiên giới nhưng vẫn vô cùng lưu luyến lãnh diễm tông mà mình một tay sáng lập, phát dương quang đại nếu không những năm này đã chẳng tốn công ban thưởng đan dược, công pháp. Lại nói, tông môn này mặc dù nhìn như phong quang vô hạn, mạnh mẽ vô bị ở linh hoàn giới thế nhưng cũng không thật sự vô lo. Chỉ là lão đã là người tiên giới, mặc dù có lòng nhưng không trợ giúp được nhiều. Nếu có một vị chân tiên như Hàn lập ra, nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hai ngày sau, hậu sơn thánh hỏa phong, lãnh diễm tông. Sâu trong rừng trúc giữa đám sương tím lượn lờ, có một tiểu viện ngói xanh thanh nhã. Dừng trúc phân bố dày mỏng nhìn như bình thường kỳ thực ẩn giấu huyền cơ mỗi khóm trúc ở đây đều không bàn mà hợp tạo thành một đầu pháp trận ngàn vạn khóm trúc liên miên bất tận hợp nên trận pháp thiên địa trúc trồng ở đây cũng không phải loại trúc bình thường mà là chủng loại có thể hấp thu lực lượng địa hỏa phổi viêm trúc quan sát cẩn thận có thể nhìn bên dưới lớp vỏ màu tím là vô số đường vân đỏ sẫm như lửa nhờ có trận pháp do rừng trúc tạo thành khu vực này mới trở thành địa phương nồng đậm linh khí nhất dãy núi linh diếm cũng là nơi tập trung địa hỏa nhiều nhất. Bốn căn tiểu viện ngói xanh tường trắng xây ngay vị trí mất trận. Vào lúc này, bên trong tiểu viện, một nam tử áo tím đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Người này tóc dài xóa vai, mái đầu trắng muốt như tuyết, dung mạo tuấn tú, mi tâm có một ấn ký tím biết hình ngọn lửa, tuổi tác thoạt nhìn không quá lớn thế nhưng quanh thân tử khí lượn lờ, tỏa ra khí thức hùng hồn khiến người ta sợ hãi. Treo trên vách tường gần đó là một hỏa trước lớn hơn một xích, phía trên có vẽ một nam tử trung niên. Họa đồ cần mật lại hết sức sinh động, nhân vật trong tranh ngũ quan đoan chính, hai mắt sáng ngời, bộ râu quai nón. Dáng người thẳng tắp, áo bào hơi hơi phồng lên tạo nên khí thế đường đường. Đúng lúc này, trung niên tóc trắng bỗng mở mắt ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn về phía họa trục trên tường. Chỉ thấy bức tranh đột nhiên truyền đến chấn động kỳ dị. Từng vòng dập dìu như sóng nước nhộn nhạo lan ra, người trong tranh vẽ tựa như sống lại, thân hình nhoáng cái từ giấy bước ra. Trung niên tóc trắng vội vàng đứng dậy, quỳ lạy xuống đất, thanh âm cung kính, cung nghênh lão tổ hàng lâm. Đứng lên đi, hôm nay ta cử hóa thân xuống là có chuyện muốn dặn dò. Người nọ khoát tay nói ra, trung niên tóc trắng lúc này mới đứng lên, cung kính xuôi tay đứng bên đợi chỉ thị. Sự tình có người đột nhập vào tàng kinh các cách đây mấy ngày ta đã biết. Lãnh diễm lão tổ chậm rãi nói ra, trung niên tóc trắng nghe vậy, nội tâm càng thêm khẩn trương, thái dương tuôn ra từng giọt mồ hôi. Khi y đang định mở miệng giải thích đã nghe đối phương nói tiếp, việc này dừng ở đây thôi, không cần tiếp tục tra xét. Lão tổ, điều này, trung niên tóc trắng nghe vậy không khỏi sửng sốt, nhịn không được mà trần chờ nói ra. Nào ngờ, lãnh diễm lão tổ đã vẫy tay cắt ngang, bờ môi mấp máy. Trung niên tóc trắng nghe vậy lập tức biến sắc, thoạt tiên vô cùng ngạc nhiên sau đó chuyển thành kinh ngạc, cuối cùng vừa mừng vừa sợ. Chương 40, không giải quyết được gì, ngày đó sau giờ ngọ, trên đỉnh thánh hỏa phong, trên không của một mảnh quảng trường bạch ngọc rộng rãi, một đường cầu vồng màu trắng từ đằng xa phá không tới, nghiêng nghiêng hạ xuống. Sau khi độn quang thu vào, hiện ra một gã nam tử trung niên mặt trắng không dâu, đầu đội khăn trùm đầu của văn sĩ. Người này một thân áo đạo tung bay từ từ rơi xuống, vừa rơi xuống đất, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói của một nam tử. Nam Cung Huynh, người trung niên mặc áo đạo vừa quay đầu lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trưởng có một gã đạo nhân dâu đen, đầu đội mũ ngũ nhạc, thân mặc đạo bào vải xanh đang đi về phía hắn. Thoạt nhìn người nọ bước đi cũng không nhanh, nhưng sau lưng lại mang theo tàn ảnh liên tiếp, mỗi một bước đều có thể lướt qua tầm hơn 10 trượng, trong nháy mắt đã đến trước người. Trang lão đệ, cùng đi đi, trung niên nhân mặc áo đạo mỉm cười nói với đạo nhân dâu đen. Một lần huy động nhiều người giống như lần này có lẽ xảy ra đã cách đây hơn 10 năm về trước rồi a. À. Đạo nhân dâu đen gật gật đầu, tầm mắt nhìn về chân trời xa xa, nơi đó có mấy đạo độn quan mơ hồ đang chạy như bay mà đến, nói ra. Hai gã trung niên nhân áo đạo và đạo nhân dâu đen này đúng là hai gã phong chủ của xuất vân phong và lạc hà phong, nam cung trường sơn và trang tự du. Chắc có lẽ là vì chuyện tàng kinh các mất trộm lúc trước, e rằng khó tránh khỏi phải bị truy cứu trách nhiệm một phen. Nam cung trường sơn lắc đầu, khẽ thở dài. Mặc dù lúc trước ta bận luyện một lò đan dược, nhưng cũng có nghe nói một chút về chuyện này, đa phần đều nói lần mất trộm này có chút quỷ dị. Tên trộm kia vậy mà có thể xuyên qua cấm chế dày đặc lọt vào nội các, cuối cùng ngay cả hô duyên trưởng lão ra tay cũng không thể bắt hắn lại. Sắc mặt của Trang Tự Du cũng hết sức ngưng trọng, việc này thật có chút ly kỳ, có lẽ chút nữa trong lúc hội họp, Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ nói tỉ mỉ một chút ha. À. Nam Cung Trường Sơn nhẹ gật đầu, đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi qua quảng trường, tới trước một tòa cung điện màu son khí thế to lớn, hai người đều hết sức ăn ý im lặng trở lại, kể vai bước lên bậc thang đi vào đại điện. Trong điện, nơi chủ vị ở giữa cao hơn mặt đất ba thước, trên đó đặt một chiếc ghế dựa lớn rộng rãi được chạm khắc đẹp đẽ, ở vị trí hai bên chiếc ghế kia đều có một hàng ghế ngồi được đặt đối diện nhau. Trên những lương trụ phía sau ghế dựa đều nạm vàng chạm ngọc, điều khắc các loại chim quý thú lạ. Trên cái ghế cuối cùng bên trái gần chủ vị, có một gã đại hán tóc đỏ mặc pháp bào đỏ thấm đang ngồi, thân hình gã này thoạt nhìn tựa như thiết tháp, sắc mặt âm trầm như nước, quanh thân tản ra một cỗ khí thế khiến người hoảng sợ. Nam Cung Trường Sơn và Trang Tự Du liếc nhau, chọn lấy hai cái vị trí liền nhau ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chờ giây lát sau đó, liên tiếp có người bên ngoài đại điện đi vào, chỉ chốc lát sau đã ngồi kín toàn bộ chỗ ngồi có trong đại điện. Tất cả mọi người đều có tu vi luyện hư kỳ, không hề có một gã tu vi từ hóa thần kỳ trở xuống. Nhưng mà lúc này sắc mặt bọn họ đều không quá tự nhiên, tối đa chỉ là nhìn nhau gật đầu coi như là chào hỏi, dường như không ai có hứng thú nói chuyện. Bầu không khí trong cả đại điện đều lộ vẻ nặng nề và có chút áp lực. Đến khi cả đại điện hầu như không còn chỗ ngồi, lại qua thời gian chừng nửa nén hương, mới lại có hai đạo nhân ảnh từ trong nội đường của đại điện đi ra. Trong điện mọi người thấy vậy, lập tức nhao nhao đứng dậy, ngay cả gã đại hán tóc đỏ kia cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều kho mình hành lễ, cùng cất tiếng nói. Tham kiến thái thượng trưởng lão, tham kiến trưởng môn, gã nam tử dung mạo tuấn tú mặc áo bào tím đi ở phía trước, đúng là thái thượng trưởng lão duy nhất của lãnh diễm tông, tư mã kính minh tên trung niên đội cao quan có khuôn mặt nghiêm nghị uy nghi đang đi cạnh gã này thì là trưởng môn lãnh diễm tông lưu kính trúc tư mã kính minh đi đến trước chủ tọa cũng không có ngồi xuống mà là đứng yên đảo mắt qua tất cả mọi người phía dưới khí tức trên thân của gã không lộ ra chút nào nhưng chỉ là tùy ý đứng yên như vậy lại có một loại cảm giác áp bách khiến cho người ta cảm thấy run cầm cập tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu xuống ngay cả thở mạnh cũng không dám không ai dám cùng gã này đối mặt mảy may sau một lúc lâu Vị thái thượng đại thừa kỳ của lãnh diễm tông này mới chậm rãi mở miệng. Vài ngày trước, Thiên phù đường và Tàng Kinh các lần lượt đã xảy ra một việc, hôm nay mời chư vị phong chủ tới đây cũng là vì việc này. Thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy một cỗ cảm giác uy nghiêm khó nói lên lời. Trong lòng tất cả mọi người căng thẳng, đều im lặng không nói, chờ đợi thái thượng trưởng lão trách móc. Kết quả vị đại thừa kỳ đại năng này lại dùng một loại ngữ khí nghiêm túc, nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Việc này dừng ở đây, đình chỉ toàn bộ việc tra xét tìm kiếm trong tông, không cần phải điều tra đến cùng. Nghe được lời ấy, mọi người trong sảnh quả thực có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai chính mình, cũng không khỏi quay mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không có ai dám trực tiếp mở miệng chất vấn. Tư mã sư huynh, việc mất trộm ở tàng kinh các không phải việc nhỏ, ta. Vẫn là đại hán tóc đỏ đứng ở phía trước nhất nhịn không được bước lên nửa bước, chắp tay phá vỡ yên lặng hắn còn chưa nói hết lời đã bị tư mã kính minh lạnh lùng cắt ngang hô duyên sư đệ lời của ta còn cần phải nói lần thứ hai sao dứt lời gã đã hất ống tay áo quay người trực tiếp đi vào nội đường để lại đại hán tóc đỏ và các vị phong chủ đang có chút bối rối tại trong đại điện nhưng vào lúc này trưởng môn lưu kính trúc cũng mở miệng tan họp hắn chỉ nói hai chữ này rồi cũng phất tay áo lướt nhẹ mà đi một lát sau trên quảng trường bạch ngọc bên ngoài đại điện đình chỉ điều tra tàng kinh các bị mất nhiều điển tịch chân quý như vậy chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy trang tự du dường như vẫn chưa phục hồi tinh thần lại nhịn không được hỏi nam cung trường sơn điển tịch mất đi còn không có sao trong tông vẫn còn có bản sao vấn đề là nếu như những bí tịch này truyền ra bên ngoài vậy thì rất là không ổn thái thượng trưởng lão quyết định như vậy đương nhiên có ý đồ khác chúng ta cũng không nên phỏng đoán linh tinh nữa nam cung phong chủ cười cười nói tuy rằng hắn nói như vậy nhưng mà nghi ngờ trong lòng vẫn không có giảm bớt chút nào cũng không lâu lắm toàn bộ đệ tử lãnh diễm tông đều phát hiện một việc khiến người khó hiểu trong tông hai nơi quan trọng bị trộm vậy mà trong tông lại đột nhiên ngừng toàn bộ tra xét và tìm tòi tuy rằng tất cả mọi người đều bàn tán nhưng toàn bộ phong chủ các phong đều rất cẩn thận khi đề cập đến việc này dường như là đều không muốn bàn nhiều đến nó vậy kết quả là chuyện lớn động trời gây khiếp sợ toàn bộ sơn môn cứ thế bị bỏ qua không giải quyết được gì mà người gây ra tất cả những chuyện này là Hàn Lập lại không hề hay biết chút nào, từ đầu đến cuối nấp trong động phủ nghiền ngẫm tiểu Bắc đấu tinh nguyên công. Lúc trước chỉ vội vàng xem, lúc này hắn càng nghiên cứu càng cảm thấy công pháp này huyền diệu khó lường, trong lòng cũng cực kỳ hưng phấn. Lại nói tiếp, từ khi hắn bước vào tu tiên giới đến nay, cũng tiếp xúc qua không ít công pháp luyện thể, có công pháp chủ yếu rèn luyện cơ bắp, có công pháp luyện xương cốt, lại có công pháp rèn luyện lục phủ ngũ tạng, tựa như hắn đã từng tu luyện ngũ tạng đoán nguyên công vậy nhưng mà bộ tiểu bắc đấu tinh nguyên công này lại có lối tu luyện khác hẳn, tu luyện lại là huyền khiếu. huyền khiếu là gì? hàn lập không hiểu ra sao, trong tiểu bắc đấu tinh nguyên công cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng mà trên điển tịch ghi chép quá trình tu luyện lại huyền diệu vô cùng. lấy kiến thức và tầm nhìn của hắn cũng phải bỏ thời gian hồi lâu mới khó khăn lắm mà hiểu thấu đáo. đơn giản mà nói, công pháp này nếu có thể tu luyện tới đại thành, lực lượng một quyền cũng đủ đấm vỡ hư không, thực lực so với tiên nhân bình thường càng là không có thua kém chút nào thế nhưng mà tai hại ngược lại cũng không ít. Đầu tiên chính là quá trình tu luyện công pháp này vô cùng đau đớn, người nào tâm trí chưa đủ vững vàng căn bản sẽ không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Tiếp theo là tiếp dẫn lực lượng tinh quang cực kỳ khó khăn, dù sao ngôi sao vốn là ở xa tiết trong thời không, quá mức xa xôi, cho nên tu luyện công pháp này cũng cực kỳ mất thời gian. Hàn lập đối với vấn đề này không thèm để ý, lúc này đang định bắt đầu tu luyện. Trước tiên hắn ra ngoài một chuyến, cho đến ngày hôm sau mới lại trở về, lúc này hắn mở ra toàn bộ cấm chế trong động phủ. Tiếp đó, hắn đi một vòng trong động phủ, tuyển một gian mật thất thích hợp, lại mở ra một cái lỗ thủng lớn trên đỉnh mật thất để có thể quan sát bầu trời. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Hàn lập lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lẳng lặng thổ nạp điều tức. Tu luyện loại công pháp truyền xuống từ tiên giới này, đương nhiên cần khôi phục thể xác tinh thần pháp lực đến trạng thái tốt nhất, nhằm ứng phó với bất cứ loại tình huống nào có thể xảy ra. Chương 41, Trường Thiên Tiểu Bình. Vào một đêm của mấy hôm sau, bầu trời không một áng mây, trăng tròn lơ lửng giữa thiên không trong trẻo đầy sao. Thỉnh thoảng lại có một đạo sao băng vụt qua, trong mật thất động phủ, Hàn Lập nhắm nghiền hai mắt xếp bằng tĩnh tọa. Từng sợi tinh quang xuyên qua giếng trời phía trên mà buông xuống, khiến cho toàn bộ thân thể hắn như chìm trong ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhạt. Dưới chỗ hắn ngồi là một pháp trận có chút huyền ảo. Trận này được tạo nên dựa theo đồ hình của bảy tròm sao lớn kích thước khác nhau, chiếu sáng rạng rỡ, cùng nhau hợp thành thất tinh bắc đầu vì vậy có tên là bắc đầu tụ nguyên trận trận pháp này không có trong nội dung của tiểu bắc đầu tinh nguyên công mà do hàn lập quan sát sao trời những ngày qua kết hợp với tạo nghệ cùng kiến thức của mình để diễn hóa lại tinh tú trên cao ngày qua tháng lại nhìn như không đổi kỳ thật có sự khác biệt giữa ngày và đêm có lực lượng tinh thần thiên về âm lãnh lại có những sức mạnh thuộc về trí dương thậm chí bầu trời khi mờ khi tỏ cũng không thể đánh đồng với nhau lại nói việc tu luyện tiểu bắt đầu tinh nguyên công cần đến lực lượng tinh thần của thất tinh bắt đầu. Thất tinh phân âm dương, chia bốn mùa, ứng với ngũ hành. Bên trong ẩn chứa huyền cơ, hằng hà biến hóa, trận pháp được hàn lập dựng nên dựa theo đặc điểm của bầy tròm sao để hỗ trợ việc tiếp nhận sức mạnh của thất tinh bắt đầu. Nơi hắn ngồi hiện tại chính là viên thứ nhất của đại trận thất tinh. Chỉ thấy hàn lập bỗng nhiên dương to đôi mắt, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. O, O, N, G. Đại trận bắt đầu vận chuyển, Thất tinh đột nhiên phát sáng rực rỡ, trong đó, hào quang của ngôi thứ nhất đặc biệt rạng rỡ, bạch quang chấp động tràn ngập bốn phía, mơ hồ tạo thành vô số trận đồ tinh tú. Hàn Lập ngồi giữa trời sao, thân hình như ẩn như hiện, có chút mông lung mở ảo. Trong miệng lẩm bẩm, hai tay mười ngón không ngừng biến hóa, pháp quyết tiểu Bắc Đầu Tinh Nguyên công vận hành chậm rãi. Sau một nén nhan, chỉ thấy hai đầu lông mày của hắn chấp động tinh quang. Lực lượng thần thức kinh người từ đó cuộn ra quay tít một vòng sau đó tụ lại trên đỉnh đầu hắn tạo nên vòng xoáy vô hình. Hàn lập biến đổi pháp quyết trên tay, vòng xoáy trên đầu theo đó trải ra, chậm rãi biến hóa tạo thành đồ án tinh vân, ẩn hiện thất tinh bắt đầu có xu hướng hô ứng với đại trận bên dưới. Hàn lập ngừng đầu, ánh mắt xuyên qua giếng trời bên trên để quan sát bảy điểm rực rỡ giữa không trung sau đó nhanh chóng nhìn đến tròm sao thứ nhất thiên su tinh, trong miệng thốt ra một câu chú ngữ tối nghĩa. Oanh, ngôi sao thiên su tựa hồ có chút sáng rực lên, vô số lực lượng tinh quang từ trên dáng xuống giống như thác nước màu bạc trên cao, xuyên qua giếng trời, bao phủ hàn lập bên dưới. Lực lượng tinh thần minh mông chung quanh cũng bắt đầu khởi động. Thân sắc của hàn lập cũng theo đó trở nên ngưng trọng. Quá trình tiếp nhận lực lượng sao trời vốn dựa vào cường độ của thần thức. Tuy rằng lúc này thần thức của hắn đã có thể so với tiên nhân, sớm đủ điều kiện tu luyện công pháp này nhưng vẫn không thể chủ quan. Bàn tay họ hàn bấm niệm pháp quyết, vận chuyển công pháp. Lực lượng tinh quang bốn phía lập tức nhấc lên sau đó đồng loạt tụ lại một chỗ, hóa thành vô số tia sáng nhỏ như kim châm xoay tròn dưới sự bao bọc của thần thức sau đó rơi xuống như mưa, chui vào thân thể hắn.